Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 22. Cô ấy mới quen Lục Vân chưa được bao lâu, lúc đầu còn cảm thấy người này quá vô sỉ, lưu manh. Cô ấy cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể nào thích một người như vậy được. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cảm giác khó chịu hiện tại? Chính bản thân Long Diệp Tuyết cũng không rõ ràng. Lục Vân không nghĩ nhiều, quay người lấy giấy bút viết đơn thuốc cho Long Thuyên. Đây đều là những dược liệu có tác dụng quan trọng trong công việc loại bỏ chất độc còn sót lại trong cơ thể. Khi Long Diệp Tuyết đang định nói với cha cô và những người khác về sự hồi phục của ông nội, Long Thuyên đã ngăn cô lại và nói, cháu tạm thời đừng nói cho họ biết. Tại sao à? Long Diệp Tuyết nhìn Long Thuyên với vẻ khó hiểu. Phục hồi là chuyện tốt, cô ấy không hiểu vì sao ông nội không cho cô ấy nói. Đôi mắt sâu thẳm của Long Thuyên hơi dao động, nói, Long gia, nếu chỉ đặt hy vọng vào một mình ông thì không thể tiến xa được. Long Diệp Tuyết càng ngày càng khó hiểu, ông nội có ý gì? Long Thuyên lắc đầu, không nói. Thế nhưng Lục Vân lại cười nói, ông nội chỉ muốn xem Long gia sẽ đối mặt với cơn cuồng phong từ thủ đô bằng cách nào khi không có cây đại thụ là ông ấy. Long Thuyên tán thành nhìn Lục Vân, càng nhìn lại càng cảm thấy tiếc khi cháu gái mình không thể lấy hẳn. Nhưng Long Diệp Tuyết lại càng bối rối hơn, ngơ ngác nhìn hai người, không biết bọn họ đang chơi trò đố chữ gì. Lúc này, Lục Vân đột nhiên đi tới trước mặt Long Thuyên. Từ đầu ngón tay của hắn truyền tới một cỗ năng lượng vào người Long Thuyên, cười nói, nếu như ông muốn hành động thì cháu sẽ giúp ông một chút. Long Diệp Tuyết kinh ngạc hỏi, Lục tiên sinh, ngài định làm gì vậy? Sau này chị sẽ biết. Lục Vân không trả lời câu hỏi của cô mà bước tới mở cửa. Giờ phút này, bên ngoài phòng, đám người Long Xuyên lo lắng chờ đợi, Lục Vân. Không nói gì thì bọn họ cũng không dám vào vì sợ quấy rầy hắn trị liệu. Một người đàn ông kém Long Xuyên mấy tuổi nói, anh, đã lâu như vậy rồi sao vẫn không có động tĩnh gì? Lục tiên sinh này có đáng tin không vậy? Ông ta chính là chú của Long Diệp Tuyết, Long Tế. Long Tế không tin tưởng Lục Vân nhiều như anh trai của Long Xuyên của mình. Ngay từ đầu, ông ta đã nghi ngờ Lục Vân vì cho rằng Lục Vân còn quá trẻ nên có lẽ y thuật của hắn chẳng đến đâu. Long Xuyên liếc ông ta một cái, cau mày quát, không được vô lễ với Lục tiên sinh. Anh biết chú đang nghi ngờ cái gì nhưng chú nghĩ lại xem, Thiên Huyền Tử đạo trưởng là người như thế nào? Lẽ nào đệ tử của ông ấy là người tầm thường được sao? Lục Vân còn trẻ nhưng khi nghĩ đến sư phụ của hẳn là Thiên Huyền Tử, ông ấy cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Là đồ đệ của tiên sư cho nên khả năng y thuật không thể đo lường bằng tuổi tác được. Vì thế, Long Xuyên không hề nghi ngờ Lục Vân. Nghe những gì ông ấy nói, Long Tế chỉ có thể nín thở và kiên nhẫn chờ đợi sự chữa trị của Lục Vân, hy vọng rằng hắn không làm ông ta thất vọng. Cót két. Các thành viên Long gia đợi đã lâu cuối cùng cũng đã nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu thấy Lục Vân, Long Xuyên vội vàng hỏi, Lục tiên sinh, sao rồi? Có phải bệnh của cha tôi đã khỏi rồi không? Lục Vân ngơ ngác nhìn vào trong phòng, nói các người tự vào xem đi. Đại thụ đổ xuống, quái vật sẽ xuất hiện. Khi Long Xuyên và những người khác đang đợi bên ngoài phòng, mỗi giây mỗi phút dài như hàng thế kỷ. Long Thuyên là cây đại thụ của Long gia, không thể sụp. Đổ được. Vì vậy sau khi Lục Vân mở cửa, bọn họ liền nóng lòng chạy vào. Nhìn thấy Long Thuyên vẫn nằm bất động trên giường, trong lòng không khỏi có một dự cảm không tốt. Khi đến gần, bọn họ phát hiện Long Thuyên không những không thể cử động mà ngay cả nhịp tim và hơi thở cũng ngừng. Hiển nhiên ông ấy không còn sức sống. Sắc mặt của các thành viên Long gia vốn tràn đầy mong. Đợi bóng tối sầm lại. Giây phút đó, cả căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí u ám và ngột ngạt. M. Thanh cũng im lặng đến đáng sợ. Thứ duy nhất có thể nghe thấy là hơi thở của các thành viên Long gia dần trở nên nặng nề hơn, sự hận thù trong mắt họ cũng dần trở nên điên cuồng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Long Xuyên nắm chặt nắm đấm. Khí tức của hóa cảnh tông sư bộc phát khiến cho bầu không khí lại càng thêm ngột ngạt hơn. Ông ấy gầm lên với Long Diệp Tuyết. Vốn dĩ Long Diệp Tuyết muốn giải thích nhưng khi bị cha mắng, cô ấy cảm thấy choáng váng và trong lòng cũng cảm thấy vô cùng oan ức. Cô ấy biết rõ cha mình không dám chọc giận Lục Vân vì hẳn là học trò của đạo trưởng Thiên Huyền Tử nên ông ấy đã trút giận lên cô ấy. Long Xuyên chỉ cây dâu măng cây hòe. Vừa rồi ở bên ngoài ông ấy còn dặn dò Long Tế không được vô lễ với Lục Vân,
không thể đo lường y thuật của đồ đệ Thiên Huyền Tử bằng tuổi tác, nhưng ông ta không ngờ mình lại bị vả mặt nhanh đến thế. Long Xuyên không chỉ cảm thấy đau buồn và tức giận khi mất đi cha mà còn cảm thấy khó chịu sau cú vả mặt. Thế nhưng đúng như Long Diệc Tuyết dự đoán, Lục Vân là đồ đệ của Thiên Huyền Tử nên Long Xuyên không dám nói quá đáng. Ông ấy chỉ có thể dùng cách này để tra hỏi Long Diệc Tuyết. Thật ra chính ông ấy muốn hỏi Lục Vân rằng, cậu chữa bệnh như thế nào, tại sao cha tôi lại chết? Nếu như hành động và lời nói của Long Xuyên vẫn còn kiềm chế thì hành động của Long Tế rõ ràng hơn nhiều. Ông ta lao thẳng đến trước mặt Lục Vân với đôi mắt đỏ hoe và hét lớn, không phải cậu tự xưng là đồ đệ của Thiên Huyền Tử sao? Mau nói cho tôi biết, tại sao cha tôi lại trở nên như vậy? Có phải cậu cố ý hại cha tôi không? Mục đích rất rõ ràng. Long Tế trực tiếp đổ tội cho Lục Vân về cái chết của cha mình. Có lẽ Lục Vân chỉ là hàng giả. Cùng với tiếng gầm của Long Tế, các thành viên khác của Long gia cũng hướng ánh mắt đầy hận thù về phía Lục Vân. Như thể hắn là kẻ giết người. Rõ ràng trước khi để Lục Vân chữa trị, ông cụ vẫn có thể chớp mắt, nhưng sau khi chữa trị xong, ông cụ tỷ trí còn không thể chớp me được nữa. Vậy thì kẻ giết người không phải Lục Vân thì là ai? Đối mặt với sự tức giận của các thành viên Long gia, Lục Vân chỉ thờ ơ đáp lại, ai quy định tôi là đồ đệ của Thiên Huyền Tử thì nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ của mấy người. Hơn nữa, ông cụ đã nguy kịch lắm rồi, cho nên tôi có lỗi trong cái chết của ông ấy ư? Cậu, nếu như cậu không chắc chắn có thể chữa khỏi, vậy ại sao cậu lại ra tay? Long Tế bất đắc dĩ gầm lên. Lục Vân nhìn ông ta như một kẻ ngốc, nói, giống như ông, đến bệnh viện làm phẫu thuật thôi. Bác sĩ nói với ông rằng cơ hội thành công chỉ có 30%, muốn hỏi ông có làm hay không? Vẻ mặt của Long Tế cứng đờ, dường như không tìm được chỗ phát tác cơn giận nên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa rồi ông ta tức giận tới mức mất trí trong giây lát, nếu như muốn nói đạo lý thì ông ta cũng không thể nói Lục Vân được. Vốn dĩ ông cụ đã nguy kịch lắm rồi. Nếu chỉ vì cho rằng Lục Vân là đồ đệ của Thiên Huyền Tử mà khỏi bệnh, cho rằng không chữa khỏi là lỗi của hắn, đây gọi là bắt ép. Nhất thời Long Tế không nói nên lời. Lục Vân chế nhạo, tôi cho ông một đề nghị như thế này. Thay vì ở đây truy cứu trách nhiệm của tôi, ông nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ xem chỗ đứng của Long gia sẽ như thế nào nếu không có Long Thuyên. Ngay khi vừa dứt lời, sắc mặt của các thành viên Long gia lập tức thay đổi. Tại sao bọn họ lại tức giận như vậy? Bởi vì bọn biết ông cụ chính là gốc rễ để bọn họ có chỗ đứng ở thủ đô. Bây giờ gốc rễ đã mất, sau này bước đi của Long gia sẽ vô cùng khó khăn. Lẽ nào phải rời khỏi thủ đô và tới Xương Vương ở thành phố khác? Làm sao bọn họ có thể cam tâm? Lời nói của Lục Vân chẳng khác nào đòn chí mạng đâm vào chỗ đau của đám người Long gia. Cậu, tạm thời, cậu không thể rời đi được, trước tiên phải nghĩ cách đối phó đã. Long Tế không biết nên nói gì. Mặc dù biết vừa rồi Lục Vân nói có lý nhưng ông ta thực sự không muốn hẳn rời đi như vậy nên chỉ có thể nói thế. Sắc mặt của Lục Vân lạnh lùng, hắn không nói gì mà đi thẳng qua một bên, tìm một cái ghế và ngồi xuống. Hắn là người ngay thẳng, không cần chạy trốn. Lúc này, Long Xuyên cũng lấy lại tinh thần. Ông ấy hít một hơi thật sâu rồi nói với Long Diệc Tuyết, Diệc Tuyết, đừng trách ba, vừa rồi là do ba quá kích động. Long Diệc Tuyết cảm thấy phiền lòng. Cô ấy căn chặt đôi môi đỏ, không muốn nói chuyện. Long Xuyên thở dài nói, Diệc Tuyết, ba biết con tức giận nhưng mà lời nói của ba không nhằm vào con. Diệc Tuyết, con nói thật cho ba biết, người đó thực sự là đồ đệ của Thiên Huyền Tử đạo trưởng ư. Hiện tại ông ấy có chút nghi ngờ về danh tính của Lục Vân. Long Diệc Tuyết vẫn thờ ơ. Long Xuyên cầu xin nói, Diệc Tuyết, ba xin lỗi con. Vừa rồi ba không nên làm con tổn thương nhưng câu trả lời của con có liên quan đến vận mệnh tương lai của Long gia, xin con hãy trả lời có được không? Thậm chí Long Xuyên còn dùng từ cầu xin. Mặc dù Long Diệc Tuyết cảm thấy đau lòng, khi nhìn thấy dáng vẻ của Long Xuyên, trong lòng cô cũng dịu lại, con có thể thề rằng đây là lời Tiêu Thấm nói với con, nếu như con nói dối thì sẽ bị sấm sét đánh. Long Xuyên vội vàng bịt miệng cô lại, được rồi, đừng nói nữa, ba tin con. Long Xuyên cũng biết Tiêu Thấm, cảm thấy cô không phải là người phụ nữ độc ác nên sẽ không thể nào nói dối để lừa gạt Long gia. Long Xuyên suy nghĩ một chút, đột nhiên đi tới trước mặt Lục Vân, cúi đầu cung kính nói, Lục tiên sinh, vừa rồi tôi là do tôi quá kích động, không nên đắc tội ngài. Anh cả,
anh đang làm gì vậy? Thấy Long Xuyên đối xử cung kính với Lục Vân như vậy, Long Tế cảm thấy rất buồn bực, nhưng vừa mới mở miệng, lại nghe thấy Long Xuyên quát một tiếng, câm miệng. Long Tế đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lục Vân thì nhìn chằm chằm Long Xuyên, nói, sao đột nhiên anh lại xin lỗi tôi? Anh không trách tôi giết cha anh sao? Long Xuyên lắc đầu nói, vừa rồi Lục tiên sinh giáo huấn rất đúng, tính mạng của cha vốn dĩ ngàn cân treo sợi tóc, thời gian không còn dài, Lục tiên sinh đã dốc hết sức cứu ông ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển tình thế, có lẽ đây chính là số mệnh, không thể trách Lục tiên sinh. Nghe thấy lời này, đám người Long Tế nhất thời cảm giác càng thêm buồn bực. Đã là lúc nào rồi mà anh cả còn tìm đường cho Lục Vân lui như vậy chứ? Rốt cuộc hắn có dốc hết sức cứu hay không ai biết được chứ? Long Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, Lục tiên sinh, tôi mạo muội hỏi một câu, sư phụ ngài, Thiên Huyền Tử đạo trưởng, hiện tại đang ở nơi nào? Long Xuyên hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ cơ duyên mà Thiên Huyền Tử đạo trưởng nói, căn bản không phải Lục Vân có thể chữa khỏi lão gia tử, mà là một cơ duyên khác. Làm sao Lục Vân có thể không hiểu ý nghĩ của Long Xuyên, nhưng hắn vẫn vô tình tạt cho ông ta một chậu nước lạnh, sư phụ tôi đang du ngoạn bên ngoài, trong vòng 2 năm tới sẽ không đến kinh thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây đương nhiên là Lục Vân bịa ra, em, cũng không thể nói là hoàn toàn bịa đặt, ít nhất cho tới bây giờ lão già vô lương tâm kia thực sự vẫn chưa lộ diện. Long Xuyên nghe vậy thì sắc mặt hơi biến đổi. 2 năm. Không biết đến lúc đó Long gia sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Long Xuyên không cam lòng, tiếp tục hỏi, đạo trưởng kia, từng nói gì về Long gia chúng tôi không? Lục Vân làm bộ suy tư một hồi, nói, không có, ngay cả bệnh của cha ông, cũng là do Long Diệp Tuyết nói cho tôi biết, căn bản là tôi không biết cơ duyên mà sư phụ tôi nói là gì, có lẽ ông ấy chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi. Thuận miệng nói, cơ bắp trên mặt Long Xuyên co giật vài cái. Long gia bọn họ vẫn luôn chờ cơ duyên này, kết quả hiện tại Lục Vân lại nói cơ duyên chỉ là Thiên Huyền Tử thuận miệng nói ra. Chuyện này đối với Long gia mà nói là một đả kích cực kỳ tàn khốc. Con đường dựa dẫm Thiên Huyền Tử đạo trưởng bị chặn tại đây rồi sao? Trong lòng Long Xuyên sinh ra một cảm giác vô lực. Long Tế nói, anh cả, em sớm nói người này không đáng tin cậy, vậy mà anh còn ngây thơ tin tưởng hắn. Eo em miệng. Long Xuyên lại quát một tiếng. Sau đó Ni nên nghĩ cách giải quyết đi. Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Một lát sau, Long Tế nói, anh cả, thật ra em có một ý tưởng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhanh chóng chuyển tầm mắt lên người ông ta. Long Tế do dự một lát, nói thật ra chúng ta có thể làm giống Đàm gia, tìm một chỗ dựa vững chắc, ví dụ như Bạch Long Vương. Theo em được biết, Bạch Long Vương đã chấm dứt hợp tác với Đàm gia cho nên em nghĩ. Những lời tiếp theo không cần phải nói nữa, tất cả mọi người đều hiểu. Long Tế hy vọng Long gia đi tìm Bạch Long Vương về làm một chỗ dựa vững chắc. Sắc mặt mọi người Long gia tối sầm lại, hiển nhiên là không hài lòng gì với đề nghị này của Long Tế. Long Xuyên thấp giọng nói, em hai, chẳng lẽ em đã quên tại sao cha mình lại biến thành như vậy? Bạch Long Vương là kẻ thù của Long gia chúng ta. Mặc dù nguyên nhân căn bệnh của Long Thuyên là do chúng độc, nhưng nhân tố trực tiếp dẫn đến chuyện đó chính là cuộc giao thủ với Bạch Long Vương. Trong lần giao tranh đó liền bị trọng thương, Long Thuyên mới không có cách nào ngăn chặn độc tố trong cơ thể, dẫn đến bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nói Bạch Long Vương là kẻ thù của Long gia, cũng không phải không có đạo lý. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người Long gia không cách nào chấp nhận đề nghị này. Long Tế lại nói, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Sở dĩ trước kia Bạch Long Vương giao thủ với cha là bởi vì ông ta đang đứng bên Đàm gia, hiện tại ông ta đã phân rõ ranh giới với Đàm gia, đương nhiên sẽ không còn là kẻ thù của Long gia chúng ta nữa. Mọi người lại trầm mặc. Thật sự là như vậy, nhưng Bạch Long Vương đả thương lão gia tử cũng là một sự thật không thay đổi. Vừa nghĩ đến sau này, người Long gia cung phụng chính là hung thủ gián tiếp hại chết lão gia tử, trong lòng mọi người Long gia nhất định sẽ không thoải mái. Long Xuyên nói, đề nghị này tạm thời gác sang một bên, những người khác có đề nghị nào tốt hơn không? Anh cả, người lúc này lên tiếng là vợ của Long Tế, Phương Mẫn, chỉ nghe bà ta nói, em cảm thấy việc này nên bắt đầu từ trên. Người Diệp Tuyết, các người còn nhớ Lâm Kiến hay không? Cha của Lâm Kiến là một vị chấp sự ở Vũ Minh ở Kinh Thành,
có Vũ Minh làm chỗ dựa, cho nên Lâm gia mới có thể sừng sững không ngã, em cảm thấy, chỉ bằng gả Diệp Tuyết cho Lâm Kiến, như vậy chúng ta cũng có chỗ dựa là Vũ Minh. Lời này của bà ta vừa nói ra, mẹ của Long Diệp Tuyết nhất thời không vui, nói, sao em không nói gả con gái em đi? Phương Mẫn cười nhạo nói, thật ra em cũng muốn lắm chứ, đáng tiếc người ta coi trọng Diệp Tuyết chứ không phải con gái em, bằng không em đã sớm khuyên con em gả đi rồi. Mắt của Long Tế cũng sáng ngời, nói em cảm thấy đề nghị của Phương Mãn rất khả thi, nếu không muốn mời Bạch Long Vương tới làm chỗ dựa, vậy chỉ có thể để Diệp Tuyết hy sinh một chút, như vậy đối với tất cả chúng ta đều tốt. Ngoại trừ vợ chồng Long Xuyên, những người còn lại của Long gia đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Long Diệp Tuyết. Rõ ràng, họ cảm thấy đề xuất này rất là khả thi. Long Diệp Tuyết cười lạnh, nói con từ chối, nếu như ông nội còn sống, tuyệt đối sẽ không đồng ý với cách làm của các người. Hiện tại Long Diệp Tuyết rốt cục cũng hiểu được vì sao. Ông nội rõ ràng đã khỏi bệnh, nhưng lại dặn cô tạm thời không nói ra, thì ra, đại thụ vừa đổ, thật sự sẽ có dáng yêu xuất hiện. Sao tương tự câu dậu đổ bìm leo? Long Tế nói, Diệp Tuyết, con không thể nói như vậy được, chúng ta đều biết lão gia tử yêu thương con nhất, cho nên lúc trước đã không đồng ý hy sinh hạnh phúc của con, đổi lấy sự an ổn cho Long gia. Nhưng bây giờ thì khác. Lão gia tử đã vì bệnh qua đời, nếu chúng ta không kịp thời tìm được chỗ dựa vững chắc, sau này phải gặp chuyện gì rất khó lường trước được. Phương Mẫn thêm mắm dặm muối, đúng vậy Diệp Tuyết, lúc lão gia tử còn sống, con là người được thương yêu nhất, giờ con cũng nên hiểu chuyện một chút đi, tìm cơ hội báo đáp lão gia tử. Chẳng lẽ con thật sự nhẫn tâm, nhìn cơ nghiệp lão gia tử vất vả tích góp được, từng chút bị các gia tộc khác ăn mất sao? Huống hồ, tuy Lâm Kiến kia bộ dạng xấu xí một chút, nhưng gia sản hùng hậu, lại còn thích con như vậy, gả cho cậu ta chưa chắc sẽ không hạnh phúc. Vì tương lai Long gia chúng ta, coi như thím cầu xin con được không? Những gì vợ chồng Long Tế nói đều rất chân thành và cảm động, làm như họ đang vì Long gia này mà đào tim móc phổi suy nghĩ. Những người khác cũng dùng ánh mắt háo hức nhìn Long Diệp Tuyết, hy vọng cô ấy sẽ đồng ý. Nhìn vẻ mặt của những người này, Long Diệp Tuyết nhất thời cười khổ. Đây là chú của tôi. Là thím của tôi. Đây là người thân của tôi đó. Thật chua chát. Xem ra, chỉ cần Long Diệp Tuyết không gật đầu đồng ý, cô ấy sẽ lập tức trở thành tội đồ của Long gia. Dường như là hậu duệ của Long gia, từ khi sinh ra, cô đã được định là phải hy sinh tính mạng vì lợi ích của gia tộc. Đây là bi kịch của người trong hào môn. Lúc trước có ông nội đè xuống nên bọn họ cũng không dám đi quá xa, hiện tại ông nội ngã xuống, mặt thật của bọn họ lập tức lộ ra. Thật đáng buồn. Ánh mắt Long Diệp Tuyết càng thêm lạnh lùng, lại kiên quyết lắc đầu nói con từ chối. Thấy cô lại từ chối, vẻ mặt của Phương Mẫn đột. Gạch dưới nhiên tối sầm lại, bà ta nói, Diệp Tuyết con quá bốc đồng và ích kỷ rồi, làm sao con có thể vì lợi ích của mình mà từ bỏ Long gia chúng ta như vậy chứ? Lời nói của bà ta đã thành công khơi dậy sự bất mãn của mọi người, khiến họ nhìn Long Diệp Tuyết với ánh mắt trách móc. Long Tế nói với mẹ của Long Diệp Tuyết, chị dâu, chị hãy thuyết phục Diệp Tuyết ngoan ngoãn gả vào Lâm Dí ra đi. Long gia chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ công lao của cháu ấy mãi mãi. Không thể nào, hai người từ bỏ ý định đó đi. Làm sao mẹ của Long Diệp Tuyết có thể trơ mắt nhìn con gái mình trở thành nạn nhân của lợi ích gia tộc, bà thẳng thừng từ chối yêu cầu của Long Tử. Long Tử không nói nữa. Nhưng mà, đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Long Xuyên, dường như đang chờ ông ấy cho đáp án. Ngoài lão gia tử ra, người có tiếng nói nhất trong Long gia chính là Long Xuyên. Vì vậy, hiện giờ ông ấy là người có quyền quyết định nhất. Làm sao Long Xuyên có thể không hiểu những người này đang nghĩ gì? Lòng ông ấy cũng buồn lắm. Có người cha nào lại sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của con gái mình chứ? Nhưng mà, trên cương vị là gia chủ, có quá nhiều thứ cần ông phải cân nhắc, trong đó thứ quan trọng nhất là lợi ích tập thể của gia tộc. Vừa rồi Long Xuyên không lên tiếng là do ông ấy đang tự ép mình đưa ra quyết định. Hơn nữa, xem thái độ của những người trước mặt này, rõ ràng là muốn ép Long Xuyên chấp nhận, nếu ông ấy ra quyết định không tốt, sau này uy quyền của ông ấy ở Long gia rất có thể sẽ giảm mạnh. Long Xuyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Long Diệp Tuyết. Nặng nề thở ra một hơi nói, Diệp Tuyết. Con từ chối. Sắc mặt Long Diệp Tuyết vẫn lạnh lùng, nhìn thấy vẻ mặt của Long Xuyên cô ấy đã biết quyết định của ông ấy là gì,
cho nên không đợi ông ấy nói hết câu, cô ấy đã lạnh lùng nói trước. Vẫn là ba chữ ấy. Long Xuyên cười khổ, N hiểu cho khó khăn của cha. Diệp Tuyết, xin con hãy. Con từ chối, Diệp Tuyết, con từ chối. Thái độ của Long Diệp Tuyết cực kỳ kiên quyết, đặt Long Xuyên vào một vị trí không thể khó hơn. Long Tử nói, anh trai, hiện tại lão gia tử đã không còn, từ nay về sau anh chính là trưởng bối của Long gia, nếu anh muốn quản lý gia tộc thật tốt thì không nên thiếu quyết đoán như trước nữa. Câu nói này có tác dụng kích thích không nhỏ đối với Long Xuyên. Ánh mắt ông ấy đảo qua tất cả mọi người trong Long gia, thấy bọn họ đều đang chờ mình đưa ra quyết định, Long Xuyên đau lòng nói, con gả vào Lâm gia đi, không được phản đối. Long Xuyên, ông điên rồi sao? Diệp Tuyết là con gái của chúng ta. Mẹ của Long Diệp Tuyết hét lên, như thể bà không thể tin rằng Long Xuyên thực sự có thể đối xử với con mình như vậy. Long Xuyên kiên quyết nói, đây không phải mệnh lệnh của riêng tôi, mà là ý của tất cả mọi người trong nhà, bà là phụ nữ, không nên xen vào. Tôi xen vào, Long Xuyên, tôi thấy ông thật sự là điên rồi, tôi tuyệt đối không đồng ý gả Diệp Tuyết cho. Lâm Ghi Ớt, không đồng ý cũng phải đồng ý. Long Xuyên, ông là đồ khốn kiếp. Hai vợ chồng bắt đầu cãi vã dữ dội, còn Long Diệp Tuyết lại bình tĩnh và thờ ơ lạ thường, như thể chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Long Tế và những người khác thì đứng bên cạnh cười khoái chí. Bọn họ biết, chỉ cần Long Xuyên mở miệng, chuyện Long Diệp Tuyết phải gả cho Lâm gia đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Sinh ra trong hào môn, ai cũng thân bất do kỷ. Thật sự không sai. Trong khi Long Xuyên và vợ đang tranh cãi, đột nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên. Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời, Long lão gia, nghe kịch lâu như vậy rồi. Có lẽ đã đến lúc ông nên đứng dậy phát biểu một chút nhỉ. Tiếng vỗ tay đó xuất phát từ Lục Vân. Khóe miệng hắn khẽ nhếch một nụ cười, bày ra bộ dáng hứng thú khi được xem kịch vui. Vốn dĩ bầu không khí trong phòng rất căng thẳng, đến khi thấy Lục Vân vừa vỗ tay vừa cười như vậy lại khiến người trong Long gia cảm giác mình không được tôn trọng. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp tức giận, nghe hết lời Lục Vân nói thì bọn họ lại ngơ ngác. Long lão gia. Nghe kịch nãy giờ, ngay giây tiếp theo, chỉ thấy Long Thuyên đang nằm bất động trên giường đột nhiên ngồi dậy, hai tay đỡ thành giường, vẻ mặt cực kỳ u ám. Lúc nãy, ông ta chỉ giả chết. Còn Lục Vân lại đóng vai phụ đứng bên cạnh, rót chân khí vào tim Long Thuyên, tạm thời trấn áp nhịp tim và hơi thở của Long Thuyên, tạo thành hiện trường chết giả cho mọi người thấy. Tuy tim Long Thuyên đã ngừng đập nhưng thính giác vẫn còn. Vở kịch diễn rất hay. Nhưng cái kết khiến Long Thuyên cực kỳ không hài lòng. Sở dĩ ông ta giả chết như vậy chính là muốn kiểm tra xem người Long gia sẽ phản ứng như thế nào sau khi ông ngã xuống. Kết quả, những người này, trước tiên là gây sự sau đó lại đổ lỗi cái chết của mình về phía Lục Vân, cuối cùng lại đề xuất mời kẻ thù về, Bạch Long Vương, làm người chống lưng. Điều khiến Long Thuyên thất vọng nhất là họ vẫn muốn đẩy đứa cháu gái yêu quý của mình ra làm vật hy sinh, hơn nữa còn nói đây là cách tốt nhất để báo đáp mình. Báo đáp cái mẹ gì? Trong lòng Long Thuyên đã bùng nổ lời thô tục không dưới hai lần, muốn xông lên tát bọn này mấy cái nhưng lại không có cách nào thực hiện, cơn tức giận vẫn luôn bị tia chân khí của Lục Vân đè lại. Mãi cho đến khi xem xong toàn bộ, Long Thuyên mới thấy thân thể khôi phục lại khả năng cử động. Vùng dậy, xác chết vùng dậy. Nhìn thấy Long Thuyên đột nhiên bật dậy với vẻ mặt u ám, tim của các thành viên Long gia đều như ngừng đập. Chúng mày là đồ bất hiếu. Long Thuyên vốn đã tức giận nhưng khi nghe thấy có người nói xác chết giả, ông ta lại càng tức giận hơn, chửi bới, lão quỷ này chỉ giả chết nhưng giờ đây ta muốn kéo một lũ bất hiếu xuống mồ chôn cùng ta. Hai chân Phương Mẫn mềm nhũn tại chỗ, bà ta quỳ ba bình tĩnh lại đã. Trên mặt đất, kinh hãi nói. Con đề nghị gả Diệp Tuyết cho Lâm gia là vì tương lai của Long gia chúng ta. Nếu như không vì Long gia thì làm sao con có thể nhẫn tâm nhìn Diệp Tuyết bị đối xử tệ bạc. Dù sao thì con cũng là thím của Diệp Tuyết. Chát! Phương Mãn còn đang nói, Long Tế bất ngờ tát thẳng vào mặt bà ta, tức giận nói, câm miệng, ba của chúng ta còn sống, xác chết vùng dậy gì chứ? Không phải là xác chết vùng dậy sao? Phương Mẫn sửng sốt một hồi rồi định thần lại. Long Xuyên hưng phấn tiến lên, nói, ba, hóa ra ba còn sống. Thật tốt quá, trông ba vừa rồi khiến chúng con sợ hãi vô cùng. Sợ hãi, hừ,
Ba thấy vừa rồi trông con uy phong lắm cơ mà. Long Thuyền hừ lạnh nói, nhờ có Lục tiên sinh chữa bệnh cho ta. Nếu như ta chết thật, Long gia rơi vào tay con thì ta có chết cũng không yên. Long Xuyên biết cha mình đang ám chỉ điều gì, cười khổ nói, ba, con biết ba đau lòng Diệp Tuyết. Chẳng lẽ con không đau lòng sao? Thật sự không còn cách nào khác cho nên con mới làm hành động xấu xa như vậy. Ngay sau đó, Long Xuyên lại nhìn Long Diệp Tuyết và xin lỗi, Diệp Tuyết, con đừng trách ba, vừa rồi ba cũng rất dối. Vẻ mặt của Long Diệp Tuyết lãnh đạm, ánh mắt không chút dao động. Long Xuyên biết hành động vừa rồi của mình đã khiến cho Long Diệp Tuyết tổn thương sâu sắc. Thấy cô ấy không trả lời, ông ấy chỉ đành thở dài bất lực. Lúc này, Long Thuyền đột nhiên vẫy tay với Long Tế, nói con tới đây. Long Tế tưởng ông cụ có chuyện muốn nói với mình nên vội chạy đến bên giường nhưng chưa kịp đứng vững thì bất ngờ nhìn thấy Long Thuyền nhảy từ trên giường và dùng hết sức tát ông ta một cái. Vừa rồi mày coi thường Lục tiên sinh đúng không? Trong chuyện vừa rồi, có hai việc khiến Long Thuyền ức giận nhất. Một là quyết định gả cháu gái quý giá của mình cho Lâm gia, hai chính là họ không tôn trọng Lục Vân. Long Thuyền cũng là người biết điều, mặc dù Lục Vân không chữa khỏi bệnh nhưng cũng không nên trách hắn. Có thể cứu ông ta đã là đại ân đại đức lắm rồi, nếu không khỏi thì chỉ đành trách số mệnh. Thế nhưng tên mất nết Long Tế lại dám trách Lục Vân, Long Thuyền thực sự muốn tát chết nó. Chát, một cái tát nữa giáng xuống. Thân thể của Long Tế đột nhiên xoay tròn như con quay, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Lục Vân. Trong đầu ông ta vang lên âm thanh ù ù. Long Tế lắc đầu thật mạnh, vừa mới hồi lại sau cái tát của ba mình, dập đầu dưới chân Lục Vân và nói, Lục tiên sinh, tôi không biết ngài đã chữa khỏi bệnh cho ba tôi. Không đúng, dù ngài chữa khỏi bệnh cho ba tôi hay không thì tôi cũng không nên trách ngài. Xin ngài hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi. Long Xuyên cũng chân thành nói, Lục tiên sinh, lúc nãy là do tôi quá xúc động, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Nhưng Lục Vân thậm chí còn không thèm nhìn hai anh em. Vì từ khi Long Thuyền tỉnh lại, bọn họ mới nói như vậy chứ trước đó bọn họ không hề có thái độ này. Tuy rằng Lục Vân không phải là người nhỏ nhen nhưng hắn thật sự không có hứng thú nói chuyện với hai người này. Hắn quan tâm đến Long Diệp Tuyết nhiều hơn. Lục Vân mới quen biết Long Diệp Tuyết chưa được bao lâu, chưa hiểu rõ tính cách của cô ấy nhưng chỉ trong chốc lát, Lục Vân có thể cảm nhận được Long Diệp Tuyết đã thay đổi. Đôi khi sự trưởng thành của một người chỉ diễn ra trong chốc lát. Có lẽ thái độ của các thành viên Long gia, trong đó có Long Xuyên đã gây ra sự thay đổi của Long Diệp Tuyết. Lục Vân tò mò nhìn Long Diệp Tuyết, không biết chuyện này sẽ khiến cô ấy trưởng thành đến mức nào. Lục Vân đã đoán đúng. Tâm trạng của Long Diệp Tuyết dường như đã rơi xuống đáy, cô ấy không thể tin nổi cha mình lại có tâm tư hy sinh cô ấy chỉ để giúp gia đình được ổn định. Điều này có khác gì trao đổi hàng hóa? Long Diệp Tuyết đã nhìn thấu. Cho nên sau đó, cho dù các thành viên Long gia có nói thế nào thì cô ấy vẫn lộ vẻ mặt thờ ơ. Mãi cho đến khi cảm nhận được Lục Vân đang nhìn chăm chăm mình, trong lòng Long Diệp Tuyết mới dịu lại, đôi mắt cô ấy cũng lấy lại được chút màu sắc. Lục tiên sinh. Long Diệp Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lục Vân và nói, Diệp Tuyết mạo muội muốn hỏi một việc. Lục Vân nhìn cô ấy với vẻ hứng thú, chị nói đi. Ngài có thể giúp tôi xin Lạc tiên tử một việc được không? Tôi muốn vào Học viện Võ thuật Kinh Thành. Học viện Võ thuật Kinh Thành hay còn gọi là cơ sở đào tạo nhân tài Vũ Minh, có vô số người muốn chen vào. Không vì lý do nào khác, chỉ cần đi vào là những hào môn ở Kinh Thành này sẽ không dám dễ dàng khiêu khích họ. Bởi vì những giảng viên có khả năng giảng dạy tại Học viện Võ thuật Kinh Thành về cơ bản sẽ có chức vụ tạm thời tại Vũ Minh, làm gì có ai không dám nể mặt học trò của họ. Lão sư của Lạc tiên tử, Doãn Thu Thủy là viện trưởng hiện tại của Học viện Võ thuật Kinh Thành còn Lạc tiên tử là học sinh kiêu hãnh nhất của Doãn Thu Thủy. Chỉ cần cô lên tiếng thì sẽ không khó để đưa người vào. Long Tuyết nói, tôi biết mình đã bỏ lỡ độ tuổi luyện võ tốt nhất nhưng Lục tiên sinh, xin ngài hãy tin tôi, chỉ cần tôi có thể vào Học viện Võ thuật Kinh Thành thì tôi nhất định sẽ theo kịp, không bao giờ lãng phí cơ hội này. Long Diệp Tuyết đã nhìn thấu quy củ của những thế gia hào môn này. Nếu thực lực của bản thân không đủ mạnh thì những cô gái sinh ra trong gia đình hào môn này có thể sẽ không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Trải nghiệm này khiến Long Diệp Tuyết hoàn toàn tỉnh táo. Ai bảo phụ nữ kém cỏi hơn đàn ông? Chẳng phải Lạc tiên tử là một ví dụ điển hình hay sao?
tuy Long Diệc Tuyết khởi đầu hơi muộn nhưng cô ấy quyết tâm làm được Như Lạc tiên tử, muốn làm chủ vận mệnh của bản thân, thay vì trở thành món hàng theo ý muốn của gia tộc. Long Diệc Tuyết tràn đầy mong chờ nhìn Lục Vân, hy vọng hắn có thể giúp cô ấy một việc nhỏ nhưng nếu như Lục Vân từ chối, cô ấy sẽ hỏi lại Tiêu Thấm. Với tình bạn nhiều năm giữa cô ấy với Tiêu Thấm, cô nhất định sẽ làm giúp việc này. Chị là người có được sự giác ngộ hiếm thấy. Được, em sẽ nói với chị Bảy biết tình huống của chị. Muốn đưa chị vào không khó nhưng chị nhất định phải chuẩn bị tinh thần bởi vì mọi người trong đó đều là thiên tài đối với chị. Những gì Lục Vân nói rất tàn nhẫn. Nhưng đó là sự thật. Mặc dù Long Diệc Tuyết chỉ mới 20 tuổi nhưng lúc này mới bắt đầu tập võ thì cũng đã muộn cho. Nên đối với cô, mọi người trong đó đều là thiên tài. Cứ tưởng tượng bản thân luyện tập cả ngày lẫn đêm với một đám thiên tài. Cùng có một mục tiêu, người khác chỉ cần đổ rất nhiều mồ hôi nhưng Long Diệc Tuyết lại cần đổ gấp trăm nghìn lần. Điều quan trọng nhất là đòn tâm lý, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Long Diệc Tuyết nắm chặt năm đấm, nói tôi không sợ, tôi sẽ cố gắng hết sức đuổi kịp những người khác, tuyệt đối sẽ không dễ nản lòng. Về sự tàn khốc, còn điều gì có thể tàn khốc hơn những điều mà cô ấy đang gặp phải? Dù thế nào đi nữa, Long Diệc Tuyết quyết định thử một lần. Lục Vân cười nói, chỉ là em nhắc nhở chị như vậy thôi, chị không cần phải tự tạo ra áp lực lớn như vậy. Nếu học viện võ thuật không nhận chị thì chẳng phải còn có em sao? Ý của Lục Vân là hắn có thể trực tiếp dạy Long Diệc Tuyết nếu như cô ấy thất bại nhưng ai ngờ nghe xong, hai má của Long Diệc Tuyết khẽ đỏ lên, cũng không biết đang nghĩ gì. Nghe hai người nói chuyện, các thành viên trong Long gia dường như hiểu ra điều gì đó. Long Xuyên thận trọng hỏi, Lục tiên sinh, chị Bảy của cậu là Lạc tiên tử. Đúng vậy, Lục Vân thản nhiên liếc nhìn ông ấy một cái. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Long Xuyên hưng phấn nói với Long Diệc Tuyết, chuyện quan trọng như vậy sao con không nói sớm cho chúng ta biết? Lạc tiên tử là một nhân vật nổi tiếng trong giới võ U. Tuy hiện tại tu vi của cô chỉ ở hóa cảnh nhưng cô rất tài năng, thành tựu trong tương lai là vô hạn. Quan trọng hơn là xuất thân của cô, nghe nói Doãn Thu Thủy đã coi cô như là một thành viên trong gia đình từ lâu. Nói cách khác, đằng sau Lạc tiên tử chính là Doãn gia. Nếu như bọn họ biết chị Bảy của Lục Vân là Lạc tiên tử thì làm gì còn phải đứng vỏ đầu bứt tai ở đây, thậm chí còn quyết định gả Long Diệc Tuyết cho Lâm gia. Ha ha, đối với ba, đương nhiên chuyện này quan trọng hơn con gái của ba rồi. Long Diệc Tuyết nhìn Long Xuyên với vẻ thất vọng, mỉa mai nói. Long Xuyên nghẹn lời. Long Thuyên nói, dựa vào người khác còn tệ hơn dựa vào chính bản thân mình. Ta ủng hộ quyết định của Diệc Tuyết. Sau này nếu như có ai dám coi cháu trở thành vật hy sinh, ta sẽ không bao giờ buông tha cho người đó. Chuyện của Long gia gần như đã giải quyết xong. Khi chị Bảy gọi đến, Lục Vân đang từ biệt Long gia. Lạc Ly đang đứng ở cổng trường học viện võ thuật kinh thành. Đôi chân thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh và tỷ lệ cơ thể cân đối hoàn hảo. Bên cạnh cô còn có hai người nữa. Một người là phó viện trưởng Đinh Văn Hồng, khoảng 50 tuổi. Người còn lại là một người đàn ông khoảng 27 đến 28 tuổi, là giảng viên của Học viện Võ thuật Kinh Thành, tên là Đoạn Bằng. Các sinh viên ra vào cổng trường thường xuyên nhìn sang về phía Lạc Ly với vẻ hưng phấn. Lạc Ly là đàn chị nữ thân phong vân của họ, tuy đã tốt nghiệp nhưng tên tuổi của cô vẫn truyền đi khắp. Trường, ảnh của cô luôn được đưa lên top trong số những cựu sinh viên xuất sắc của trường. Bức ảnh này đã trở thành động lực để nhiều người học hành luyện tập chăm chỉ. Đúng lúc này nữ thần xuất hiện, người thật còn đẹp. Hơn cả trong ảnh, nếu như phó trưởng không có mặt ở đây thì đám đàn em này đã vây quanh cô rồi. Tiểu Lục Vân, bên này. Lạc Ly kiếng chân lên và vẫy tay về phía Lục Vân với nụ cười tươi như hoa. Cô cao giáo xinh đẹp nên không cần kiếng chân, Lục Vân vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô trong đám đông. Em Lạc, hắn chính là người mà em đang đợi sao? Khi Đoạn Bằng nhìn thấy Lục Vân, sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Đương nhiên, Lạc Ly nói gì đó. Khi Lục Vân đến gần, cô giới thiệu Tiểu Lục Vân, đây là phó viện trưởng Đinh của trường chị. Còn người này là Đoạn Bằng, là đàn anh của chị, hiện là giảng viên của trường. Lạc Ly giới thiệu Đinh Văn Hoành trước rồi giới thiệu Đoạn Bằng. Sau đó, cô rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Lục Vân, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt danh mãnh, đây là Tiểu Lục Vân. Là một người rất quan trọng đối với em.
Tiểu Lục Vân. Gọi hắn thân mật như vậy, cũng không cần thiết phải nhấn mạnh rằng hắn là người rất quan trọng với cô như vậy chứ. Khóe miệng Đoạn Bằng giật giật, cảm giác như bị nhét cơm chó vào miệng, lại còn bị cô gái mà mình thích nhét nữa nên anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hiển nhiên Lục Vân cũng nhận ra được sự thù địch của Đoạn Bằng nhưng hắn cũng lười để ý tới. Hắn nhìn Đỉnh Văn Hoành, lễ phép nói, xin chào Phó Viện Trưởng Đinh, em đã được nghe chị, nghe vợ nói rằng Phó Viện Trưởng Đinh là một người có khí độ phi phàm, đức cao. Vọng trọng, luôn đối đãi chân thành với mọi người và hết lòng vì sinh viên. Ai ra, tên nhóc này, mọi chuyện qua rồi. Thấy Lục Vân nói không ngừng, Đỉnh Văn Hoành vội vàng ngăn lại. Ông ấy sợ nếu như để hắn nói tiếp thì khuôn mặt của mình sẽ đỏ bừng như một cô gái mới lớn mất. Đúng là ai cũng thích nghe những lời nịnh nọt nhưng nghe nhiều quá cũng hơi giả. Thế nhưng Lục Vân lại nghiêm túc nói, Viện Trưởng Đinh, không hề khoa trương chút nào. Tuy em chưa từng học ở học viện, cũng chưa từng gặp Viện Trưởng Đinh nhưng em đã nghe về ngài từ vợ mình từ rất lâu rồi. Hơn nữa, tuy em không có kỹ năng gì đặc biệt nhưng lại có sở trường đánh giá con người. Hôm nay, được gặp Viện Trưởng Đinh lần đầu tiên, em cảm thấy những lời mà vợ mình nói rất đúng. Tên nhóc này, thế là được rồi. Nếu như em còn tiếp tục nói nữa thì sẽ khiến tôi xấu hổ mất. Đinh Văn Hoành giả vờ nghiêm nghị nhưng hai bên lông mày có dấu hiệu nhướng lên, đặc biệt là khi đến Viện Trưởng Đinh của Lục Vân. Chẳng phải nó hữu dụng hơn những lời hoa mỹ và trống rỗng lúc nãy sao? Bọn họ đều là viện trưởng, phân biệt viện trưởng với phó viện trưởng làm gì chứ? Lời từ miệng Lục Vân tuôn ra ngọt như bôi mật làm cho Lạc Ly đang khoác cánh tay hắn cũng sửng sốt trong giây lát. Mới đầu trong lòng cô còn nghi vấn, vợ mà Tiểu Lục Vân nói là người nào. Về sau mới kịp nhận ra là đang ám chỉ cô. Tâm trạng cô nhất thời cho nên phức tạp. Cô khen Phó Viện Trưởng Đinh như vậy lúc nào? Không, không đúng, cô trở thành vợ hắn lúc nào mới đúng. Lạc Ly hung hăng véo Lục Vân một cái. Trên mặt Lục Vân cũng không lộ ra chút đau đớn nào, ngược lại giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lạc Ly, tiến đến bên tai cô, cười xấu xa một tiếng nói, đây. Không phải do chị nghịch ngợm trước sao? Lúc Lạc Ly giới thiệu, không nói Lục Vân là em trai nuôi của cô, mà là nói, Lục Vân là người vô cùng quan trọng của cô, sau đó lại thân mật kéo cánh tay Lục Vân như vậy. Không phải là đang cố ý làm người khác hiểu lầm Lục Vân và cô đang có quan hệ tình cảm sao? Thế thì hắn gọi vợ cũng đâu có gì sai. Không chỉ không sai mà Lục Vân còn cảm thấy, chị bảy nên khen hẳn hiểu ý. Đoạn Băng đứng ở một bên. Nhìn hành động thân mật này của hai người, độ ghen tuông tăng lên không ít, vì thế cố tình châm chọc hành vi nịnh nọt vừa rồi của Lục Vân, hừ lạnh một tiếng nói, đồ nịnh bợ, anh không biết Phó Viện Trưởng Đinh của chúng ta ghét nhất là người nịnh bợ sao? Quả nhiên sắc mặt Đỉnh Văn Hoành trầm xuống, cắn răng nói không sai, Phó Viện Trưởng Đinh tôi đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng chúng ta phải tập trung vào những việc thực tế thay vì suốt ngày tìm cách làm những hành vi xấu xí này. Ông ta nhìn về phía Lục Vân. Dùng giọng điệu nghiêm khắc nói, cậu trai, tuy rằng chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cậu hãy nghe tôi khuyên một câu, sau này đừng lãng phí thời gian làm những chuyện vô nghĩa này nữa. Phó Viện Trưởng Đinh dạy đúng lắm, những lời này của Phó Viện Trưởng thật sự khiến tôi giật mình nghĩ lại, tôi chắc chắn sẽ nghe theo những gì ngài dạy bảo. Lục Vân nói, Đỉnh Văn Hoành gật gật đầu nói, biết sai biết sửa là chuyện tốt, Lạc Ly, bạn trai cô phẩm chất không tệ, chờ sau khi sư phụ cô trở về gặp. Nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Phẩm chất không tệ. Đoạn Bằng nhất thời sửng sốt. Thế này mà còn khen là tính tình không tệ. Nhìn ở đâu ra hay vậy? Chẳng lẽ là do hắn biết sai biết sửa? Vậy còn những người không phạm sai lầm thì nói như thế nào? Cái này cũng quá khó hiểu rồi đó. Trong đầu Đoạn Bằng toàn là dấu chấm hỏi. Hai má Lạc Ly thì hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Vốn dĩ chỉ muốn tạo ra chút hiểu lầm với Tiểu Lục Vân, làm Đoạn Bằng không suy nghĩ linh tinh về cô nữa, nhưng không ngờ lại khiến Đinh Văn Hoành tưởng thật, còn khen Tiểu Lục Vân phẩm chất không tệ. Thật khó giải thích mà. Lục Vân thì có chút kinh ngạc, hỏi chị Bảy, chị đã về giường nửa ngày mà còn chưa đi gặp sư phụ sao? Hẳn đến Long Gia chữa khỏi bệnh cho Long Thuyên xong còn chưa tính, còn ở lại xem cả nhà Long Gia diễn kịch một hồi luôn rồi. Ai ngờ bên này chị Bảy còn chưa nhìn thấy sư phụ của mình. Chị Bảy. Nghe Lục Vân nói như vậy, hai người Đinh Văn Hoành cùng Đoạn Bằng lại sửng sốt. Không phải vừa rồi còn gọi vợ sao, sao lúc này lại biến thành chị Bảy rồi?
Lạc Ly thì cong cong đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Lục Vân như đang xem kịch, cô cũng muốn nhìn xem hắn sẽ đưa mọi chuyện về đúng vị trí như thế nào. Lúc này Lục Vân mới phản ứng lại, vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời nói lỡ lời rồi, nhưng mà đầu hắn nhanh chóng chuyển động, để lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nói, khụ khụ. Thật ra tôi là một tỷ khống sao. Đây là biệt danh của tôi và vợ tự đặt, cô ấy thích gọi tôi là Tiểu Lục Vân, tôi thích gọi cô ấy là chị Bảy, nhưng biệt danh này, bình thường chỉ khi chúng tôi vỗ tay vì tình yêu sao sao mới gọi như vậy. Vừa rồi lỡ miệng, không cẩn thận mới gọi như vậy. Sao nghiện chị gái, sao sao là làm TXXS á? À, vốn dĩ Lạc Ly còn dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Lục Vân, kết quả nghe Lục Vân giải thích như vậy làm nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhất thời cứng lại. Ngay sau đó, nét đỏ ửng ngượng ngùng nhanh chóng lan khắp khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả đôi tai nhỏ tỉnh xảo, cùng với chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh kia cũng đỏ lên ngay lập tức. Tiểu Lục Vân chết tiệt này, cái kiểu giải thích lưu manh này là sao chứ? Vẻ mặt đỏ bừng của cô làm người ngoài như hai người Đinh Văn Hoành và Đoạn Bằng đứng bên cạnh như bị nhát đầy hỏng thức ăn cho chó, họ cũng chỉ cảm thấy do Lục Vân nhắc tới chuyện riêng tư họ nên cô mới ngượng ngùng như thế. Ánh mắt Đinh Văn Hoành dò xét xoay quanh trên người hai người, sau đó cười gượng một tiếng nói, khu khụ, còn trẻ thật biết chơi, lúc trước tôi cũng không đến mức. Khu khụ, còn đôi mắt của Đoạn Bằng thì tối sầm lại. Thì ra cô bé thời tiểu học mà mình yêu thích, nữ thần mà tôi mơ ước từ lâu, đã. Má, thấy bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu, Đinh Văn Hoành kinh nghiệm già khéo léo kéo về chủ đề chính, Lạc Ly tới không đúng lúc rồi. Hôm nay viện dưỡng Doãn vừa mới đi ra ngoài làm việc, nhưng mà hình như cũng về rồi. Hóa ra là như vậy. Lục Vân gật đầu, vừa lúc có thời gian, cho nên hắn nói luôn về chuyện của Long Diệp Tuyết. Vốn dĩ Lục Vân muốn nhờ chị Bảy, chuyển lời của Long Diệp Tuyết cho sư phụ, để sư phụ của cô ấy giúp mở cửa sau, nhưng nếu hôm nay Đinh Văn Hoành cũng có ở đây thì dứt khoát nói trực tiếp cũng được. Đinh Văn Hoành nói như thế nào cũng là phó viện trưởng của học viện cho người vào chắc cũng là chuyện nhỏ. Lục Vân vừa nói xong. Đinh Văn Hồng còn đáp. Đoạn Bằng liền cười lạnh một tiếng nói, khó trách vừa rồi anh nịnh bợ như vậy, thì ra là có việc muốn nhờ phó viện trưởng Đinh chúng ta làm, đúng là tâm cơ. Hắn ta chỉ đơn giản là muốn làm Đinh Văn Hoành cảm thấy chán ghét Lục Vân, ai ngờ Lục Vân lại quay sang nhìn hắn ta giống như nhìn một tên ngốc. Não hắn ta thiếu dây à? Đinh Văn Hoành người ta là phó viện trưởng còn chưa nói gì, hắn ta tích cực xen vào như vậy làm gì. Hơn nữa, tên này dường như hoàn toàn không ý thức được. Một câu, nịnh bợ và, phó viện trưởng Đinh này của hắn A đã sắc mặt Đinh Văn Hoành trở nên khó coi vài phần. Cái này giống như lúc huấn luyện nhân viên, lãnh đạo lớn của công ty có nói sau này không nên làm những chuyện nịnh bợ thừa thải trước mặt tôi, kết quả tất cả mọi người đều không để ý, chỉ có một mình hắn ta thực hiện thật nghiêm túc. Thế còn chưa tính. Vừa vặn gặp được đồng nghiệp làm thế, hắn ta còn đứng bên cạnh chỉ trích, các người thật là không quan âm lời lãnh đạo, quên mất lãnh đạo chúng ta từng nói là ghét nhất người nịnh bợ sao. Như thế thật sự không ngu ngốc à? Sắc mặt Đinh Văn Hoành vô cùng khó coi. Còn Đoạn Bằng lại hồn nhiên không nhận ra, vẫn đang dương dương đắc ý vì thấy mình vừa đá được Lục Vân một cước, chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn tiếp tục châm thêm một câu, anh Lục này. Anh rất thân với Long ra sao? Chỉ quen biết qua loa thôi. Lục Vân trả lời. Ha ha, tôi thấy cũng chưa chắc đâu. Nếu như chỉ là quen biết thôi thì tại sao anh Lục phải quan tâm đến chuyện của con gái Long ra như thế làm gì? Đoạn Bằng cười lạnh hai tiếng. Ồ, thật thú vị. Làm sao Lục Vân có thể không hiểu ý nghĩ của tên ngốc này được? Rõ ràng là đang muốn châm ngòi ly gián mình và Lạc Ly. Ý của hắn ta rõ ràng muốn nói với Lạc Ly là cô xem bạn trai cô kìa, tuyệt đối không chung thủy, đang yêu đương với cô mà còn mập mờ với người phụ nữ khác, hắn rõ ràng là một hải vương sao. Sao Sở Khanh bắt cá nhiều tay? Nhìn này, đây mới gọi là tâm cơ. Đây mới gọi là khiêu khích ly gián. Nhưng mà quan trọng là đầu óc không tốt lắm nhỉ. Vẻ mặt Lục Vân nhất thời trở nên hài hứng vài phần, vừa ôm lấy eo nhỏ của Lạc Ly, vừa thở dài nói, hai, anh Đoạn nói phải. Tật xấu này của tôi đúng là sửa mãi không xong, miệng ăn trong chén mắt nhìn trong nồi. Nhưng mà chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, ai bảo vợ tôi tính tình tốt như vậy làm gì, dù sao cô ấy cũng quen vậy rồi. Trong đầu Đoạn Bằng nhất thời nhảy ra một dấu chấm hỏi. Tên này trước giờ luôn nói năng như vậy sao?
không những nói năng không đàng hoàng mà còn lấy Lạc Ly ra làm lý do để hắn trở thành hải vương, cái gì mà do tính tình Lạc Ly quá tốt. Vì bạn gái hắn tốt tính nên hắn có thể làm bừa sao? Đúng là quá đáng. Đoạn Băng thật lòng thấy bức xúc vì nữ thần của mình, hắn ta nhìn về phía Lạc Ly, hỏi, Lạc học muội, hắn làm như thế mà em vẫn nhịn được sao? Lạc Ly xoa xoa trán nói, ai bảo tôi thích hắn như thế chứ, không nhịn cũng không được. Lời này đúng là kinh người. Lời Lạc Ly vừa dứt lập tức đánh tan khí thế hừng hực của Đoạn Băng, vẻ mặt hắn ta dần lộ rõ vẻ không thể nào tin được. Cô ấy nói chơi đó hả? Vì thích hắn, cho nên mới dung túng hắn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài như vậy. Không phải là càng thích sẽ càng để ý, càng muốn buộc chặt hắn lại bên cạnh mình, không cho phép hắn làm bậy với người phụ nữ khác sao? Lạc tiên tử trở nên hèn mọn như vậy từ khi nào vậy? Tốt xấu gì cô cũng là tài nữ của giới võ tu mà. Sự kiêu ngạo vốn có của cô đâu rồi? Đoạn Bằng cảm giác lòng mình như bị đâm một kiếm. Nữ thần hắn ta mơ ước bấy lâu nay, ở trước mặt người đàn ông khác lại biểu hiện hèn mọn như vậy, đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận được. Đoạn Băng không cam lòng, tiếp tục truy hỏi, Lạc học muội, có phải em để rơi nhược điểm gì vào trong tay ên này không? Hãy nói ra đi, hôm nay học trưởng nhất định sẽ làm chủ cho em. Lạc Ly lườm hắn ta một c, có nhược điểm gì để bị bắt chứ? Đừng nói về tôi nữa, nói vấn đề khác đi. Lạc Ly rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cô ấy biết từ nãy giờ Tiểu Lục Vân đang cố tình kích thích Đoạn Bằng, dựa vào cái tài miệng lưỡi của Tiểu Lục Vân, chỉ sợ nếu tiếp tục nói nữa sẽ làm cho Đoạn Bằng càng thêm thẹn quá hóa giận. Mục đích ban đầu của Lạc Ly là muốn Đoạn Bằng từ bỏ, không theo đuổi mình nữa chứ không phải muốn hai bên cạch mặt nhau. Đến lúc dừng thì cũng nên dừng lại. Lục Vân hiểu ý của Lạc Ly, nghĩ Đoạn Bằng tốt xấu gì cũng là học trưởng của chị Bảy. Dự định trừ lại cho hắn A một chút mặt mũi, quyết định không đùa giỡn Đoạn Bằng nữa. Lục Vân lại quay về phía Đinh Văn Hoành, trở lại đề tài lúc trước. Viện trưởng Đinh, vừa rồi tôi đang nói về chuyện Long Diệc Tuyết muốn nhập học, ngài xem có thể được không? Đinh Văn Hoành cười ha hả bày tỏ, vừa rồi nghe cậu nói tôi cũng nắm được một chút tình huống rồi, tuy tuổi nhập học của cô gái tên Long Diệc Tuyết kia hơi lớn hơn một chút, nhưng dũng khí đó cũng đáng khen, tôi thấy thu cô ấy vào là cũng không tồi. Vậy tôi cảm ơn Viện trưởng Đinh. Phó Viện trưởng Đinh, Học viện Võ đạo của chúng ta liên kết với Vũ Minh, những học sinh được thu vào đều cần có thiên phú tu võ nhất định. Thầy Đoạn, cậu đang dạy tôi nên làm việc thế nào? Sao? Đinh Văn Hoành cắt ngang lời Đoạn Bằng, sắc mặt âm trầm nói, tôi là Phó Viện trưởng Học viện Võ đạo. Kinh thành này, chẳng lẽ ngay cả quyền chiêu thu một học sinh cũng không có sao? Phó Viện trưởng Đinh, Phó Viện trưởng Đinh. Hắn ta có thể nuốt chữ, phớ kia cho ông được không vậy? Trong lòng Đinh Văn Hoành thâm mắng. Đoạn Băng biến sắc, nói, xin lỗi Phó Viện trưởng Đinh, làm sao tôi dám dạy ngài làm việc chứ? Vậy thì ngậm miệng lại đi. Lục Vân không nói gì mà chỉ nhìn về phía gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Ly, vẻ mặt như đang hỏi, với mức EQ này, làm sao tên này có thể sống đến bây giờ vậy? Lạc Ly khẽ trợn mắt, lặng lẽ truyền lời, sao bổn cô nương biết được? Bởi vì có tên ngốc Đoạn Bằng phá hủy tâm trạng của Đinh Văn Hoành, thẳng cho đến lúc trợ lý gọi điện thoại, nói viện trưởng Doãn đã trở về ông ấy mới hết buồn bực. Lạc Ly, sư phụ em trở lại rồi, đã đến văn phòng viện trưởng, giờ tôi sẽ dẫn các em qua đấy. Đinh Văn Hoành nói với Lạc Ly một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Đoạn Bằng, giọng điệu lại thấp đi vài phần, thầy Đoạn, nơi này không có chuyện của thầy nữa, thầy đi làm việc của thầy đi. Đoạn Bằng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời đi, trước khi rời đi còn hung hăng chừng Lục Vân một cái thay lời cảnh cáo. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng đi rồi. Hôm nay cô đến tìm thầy, lại trùng hợp ngay lúc thầy đi ra ngoài, vì thế định đến ôn chuyện với Đinh Văn Hoành, thuận tiện hoài niệm về khoảng thời gian còn ở trường học, ai ngờ lại bị Đoạn Bằng nhìn thấy rồi đeo. Bám theo, Lạc Ly đã uyển chuyển bày tỏ mấy lần, đoàn học trưởng bây giờ là thời gian giảng dạy của trường. Chắc chắn đang rất bận rộn, không cần cố ý đi trò chuyện với tôi nữa. Ẩn ý là, chào hỏi là được rồi, chào xong thì anh nhanh chóng đi chỗ khác đi. Ai ngờ Đoạn Bằng lại tự cho là nhiệt tình nói, không bận, dù tôi có bận rộn thế nào cũng không bận bằng Phó Viện trưởng Đinh được đâu,
Huống hồ Lạc Học muội em từ sau khi đi lịch lãm Vũ Minh khu Hoa Trung tới giờ khó có dịp mới trở về một lần, cho nên lần này tôi nhất định phải tiếp đãi em cho tốt. Đoạn Bằng kiên quyết muốn đi theo, Lạc Ly có thể có cách nào chứ, cuối cùng đột nhiên nảy ra một ý. Tưởng, gọi điện thoại cho Lục Vân. Vừa hay ngay lúc Lục Vân vừa làm xong chuyện của Long Gia, đồng ý tới bên này đóng vai bạn trai Lạc Ly một lần. Lạc Ly vốn tưởng như vậy, Đoạn Bằng sẽ tự giác rời đi, ai ngờ tên này còn mặt dày mày dạn đi theo dạo một vòng sân trường. Dù sao cũng là học trưởng của mình, Lạc Ly cũng không tiện nói quá thẳng thắn. Đúng vậy, rốt cục cũng đi rồi. Lạc Ly vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh lại đột nhiên vang lên tiếng cảm thán, mà chủ nhân của tiếng nói này lại chính là Đinh Văn Hoành. Hai người nhất thời im lặng nhìn ông ấy. Lục Vân trêu ghẹo nói, viện trưởng Đinh, thì ra ngài cũng chê tên ngốc kia phiền phức sao. Cái kia ngốc nghếch thật sự là không mắt nhìn gì cả. Khụ khụ, cậu đừng có nói lung tung, thầy Đoạn rất tốt, rất tốt. Phó viện trưởng Đinh, vừa rồi ngài mới bất cẩn làm lộ suy nghĩ thật của mình rồi kìa. Lạc Ly lè lưỡi nói. Đối với cô gái đáng yêu, cho dù gọi ông là Phó viện trưởng Đinh thì Đinh Văn Hoành cũng sẽ không thấy không thoải mái chút nào. Không giống tên ngốc nào đó, mỗi lần nói ra bốn chữ này đều làm cho Đinh Văn Hoành cảm nhận được một cảm giác rất mạnh ập tới. Chính là vận xui tới rồi. Ở bên trong văn phòng viện trưởng có một người phụ nữ mặc bộ vest màu trắng bạc chuyên nghiệp đang nghỉ bàn làm việc lật dở tài liệu, dung mạo ưa nhìn, khí chất nổi bật và mang theo vẻ tri thức của người trưởng thành. Người đó chính là Doãn Thu Thủy, viện trưởng của Học viện Võ thuật Kinh Thành. Bà ấy cũng chính là lão sư võ thuật của Lạc Ly. Tu vi của Doãn Thu Thủy không phải đỉnh cao nhưng lại có kiến thức lý thuyết phong phú. Bà ấy đã đào tạo ra nhiều lứa sinh viên xuất sắc, trong đó tiêu biểu nhất là Lạc Ly. Vì thế, Doãn Thu Thủy đã đảm nhận chức phụ viện trưởng ở độ tuổi này, áp đảo Đinh Văn Hồng lớn tuổi hơn bà ấy. Tất nhiên đây chỉ là một khía cạnh. Mặt khác, là bởi vì bối cảnh của Doãn Thu Thủy đủ mạnh. Cha của bà ấy là Doãn Bội, là đại hộ pháp của Vũ Minh ở Kinh Thành. Ai lại dám không nể mặt bà ấy? Viện trưởng, bọn họ tới rồi. Trợ lý gõ cửa bước vào. Khi Doãn Thu Thủy vừa mới quay lại, trợ lý nói rằng Lạc Ly đã quay lại học viện để thăm bà ấy và đã đợi rất lâu. Doãn Thu Thủy rất thân thiện, bà ấy đã lâu không gặp Lạc Ly. Khi đi tới văn phòng và định chào hỏi, bỗng nhiên giọng nói của cô vang lên, cô vừa đi làm việc về ạ. Cô cứ ngồi xuống đi, đừng để bản thân mệt quá. Ba người Lạc Ly đã đến văn phòng. Cô làm gì yếu đuối đến vậy, nhưng em đó, lâu rồi. Không về gặp cô. Doãn Thu Thủy mỉm cười bước đến trước mặt Lạc Ly, nắm lấy tay cô, không hề ra vẻ bề trên chút nào. Mối quan hệ giữa hai người không giống như thầy trò mà giống như chị em hơn. Lạc Ly nói. Không phải em đã quay lại đây rồi sao? Hơn nữa, em mới tốt nghiệp chưa được 2 năm, sao có thể lâu như vậy được chứ? Thật sao? Sao cô có cảm giác như em đã tốt nghiệp lâu lắm rồi? Lão sư, cô chê em già sao? Sao có thể, dung mạo của em vẫn giống như lần đầu chúng ta gặp nhau. Mặt em còn đầy collagen, không hề thay đổi chút nào, thật đáng ghen tị. Lão sư, cô với em không giống nhau. Vừa rồi lúc đi dạo loanh quanh khuôn viên trường, em còn nghe thấy có người khen cô là nữ thần của trường. Khi hai người gặp nhau, họ đã trao cho nhau những lời khen ngợi nhưng những gì họ nói đều là sự thật. Doãn Thu Thủy đã 37 tuổi nhưng nhìn bề ngoài thì trông như chỉ mới 30. Về phần Lạc Ly, càng không cần phải nói, mỗi lần Lục Vân nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái vào gương mặt thanh tú của cô. Nhưng lúc này, khi Lục Vân nhìn thấy Doãn Thu Thủy, trái tim hắn vô cớ đập thình thịch. Không phải đập mạnh vì sợ, mà là vì có một cảm giác quen thuộc. Đúng, chính là cảm giác quen thuộc. Dường như người trước mặt có mối quan hệ gì đó với hắn. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Lục Vân còn đang trầm tư, hai người nói chuyện vui vẻ một lúc, Lạc Ly mới giới thiệu cô, hôm nay em tới đây, ngoài việc đến thăm cô thì em cũng muốn giới thiệu một người với cô. Cô hăng hái chạy về phía Lục Vân. Kéo hắn đến chỗ của Doãn Thu Thủy và nói, cô, hắn là em trai của em, Lục Vân. Hắn rất lợi hại. Tiểu Lục Vân chính là Vân Thiên Thân Quân nên đương nhiên rất lợi hại. Lạc Ly rất mong chờ biểu hiện của lão sư khi biết được danh tính của Tiểu Lục Vân nhưng cô không tiết lộ ngay danh tính của hắn là Vân Thiên Thần Quân.
những điều bất ngờ thường được tiết lộ cuối cùng để phát huy hiệu quả tối đa. Định Văn Hoành đứng một bên sửng sốt. Không phải bạn trai ư, sao đột nhiên lại trở thành em trai rồi? Thì ra là vậy. Định Văn Hoành xứng đáng làm phó viện trưởng, ông ấy nhanh chóng nhận ra sở dĩ trước đó hai người giả vờ thành một cặp với nhau chỉ là để cho Đoạn Bằng thấy mà từ bỏ. Chẳng trách trước đó Lục Vân lại gọi Lạc Ly là chị Bảy, hóa ra không phải là gọi yêu mà là vô tình lỡ miệng. Trong lòng Đinh Văn Hoành không khỏi thương tiếc Đoạn Bằng mấy giây. Người ta thà để em trai giả vờ làm bạn trai để khiến anh ta từ bỏ suy nghĩ, thật là... Hai, thật sự đau lòng. Đinh Văn Hoành cố ý nói, viện trưởng, tôi đã tiếp. Xúc qua với người thanh niên này rồi, tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ấy là người có nhân cách tốt, rất thật thà. Khi nói chuyện rất chân thành, không hề khoa trương. Vừa nói mặt vừa đỏ bừng, có lẽ do mùa thu năm nay nóng quá chăng? Doãn Thu Thủy không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Vân, thậm chí tâm trạng còn thay đổi không thể giải thích được. Cậu cũng đến từ Viện Phúc Lợi Ánh Dương. Một lúc lâu sau, Doãn Thu Thủy đột nhiên hít một hơi thật sâu và hỏi. Doãn Thu Thủy đã biết những chuyện trước đây của Lạc Ly. Cô lớn lên ở một nơi gọi là Viện Phúc Lợi Ánh Dương. Doãn Thu Thủy không hề xa lạ gì với Viện Phúc Lợi này. Thậm chí, cả đời khó quên. Nhưng vào lúc này, khi Lục Vân đối mặt với ánh mắt thiêu đốt của Doãn Thu Thủy, hắn không khỏi khẽ run lên. Thực ra khi Doãn Thu Thủy hỏi câu này, trong lòng Lục Vân đã hiểu cảm giác của mình là đúng và chắc chắn người phụ nữ trước mắt này có quan hệ gì đó với hắn. Tiểu Lục Vân cũng giống con. Từ khi có nhận thức, hắn đã ở Viện Phúc Lợi Ánh Dương nhưng sau đó xảy ra chuyện, chúng con đã phải sống xa nhau một khoảng thời gian. Lạc Ly không nhận ra sự khác lạ giữa hai người, thấy Lục Vân mãi không nói gì, bà ấy trả lời thay hắn. Xảy ra hỏa hoạn đúng không? Trong mắt người dân Giang Thành, trận hỏa hoạn năm đó là một tin tức chấn động. Bởi vì Giang Thành chỉ lớn từng này nhưng đột nhiên lại bùng phát trận hỏa hoạn từ Viện Phúc Lợi thu hút sự chú ý của vô số người. Nhưng nó lại chỉ giới hạn ở trong Giang Thành. Nhìn toàn bộ thành Giang Nam, đó cũng chỉ là một tia lửa nhỏ thôi chứ đừng nói tới việc lan tới Kinh Thành. Thế nhưng một bạch phú Mỹ lớn lên ở Kinh Thành như Doãn Thu Thủy lại có thể dập tắt được trận hỏa hoạn ở Giang Thành, đúng là rất kỳ lạ. Lạc Ly ngạc nhiên hỏi, lão sư, cô cũng biết vụ hỏa hoạn ở Viện Phúc Lợi Ánh Dương ạ? Doãn Thu Thủy biết Lạc Ly đến từ Viện Phúc Lợi ở Giang Thành nhưng Lạc Ly nhớ rằng mình chưa từng nói bà về trận hỏa hoạn ở Viện Phúc Lợi. Vì thế, Lạc Ly cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Vân cũng nheo mắt lại, giọng điệu trở nên sắc. Bén, cô biết được điều gì? Lạc Ly trừng mắt nhìn hắn, tiểu Lục Vân, sao em lại nói chuyện với lão sư của chị như thế? Tuy hắn là Vân Thiên Thần Quân, địa vị cao quý nhưng viện trưởng Doãn cũng là lão sư của cô. Hắn không thể tôn trọng lão sư một chút được sao? Lạc Ly nhìn chằm chằm Lục Vân. Lục Vân phớt lờ cô và nhìn thẳng vào Doãn Thu Thủy. Lúc này, Doãn Thu Thủy đè nén sự dao động cảm xúc trong ánh mắt, thản nhiên giải thích, lúc đó cô nghe nói phong cảnh ở Giang Nam rất đẹp nên cô đã đến đó và tình cờ nghe về tin tức này. Thì ra là vậy. Lạc Ly gật đầu suy tư. Tuy nhiên, Lục Vân lại không ngây thơ như vậy. Khi đến Trần Gia ở Giang Thành, hắn nhớ rõ Trần Bình từng nói rằng có một tu võ giả ra lệnh cho ông ta đốt Viện Phúc Lợi. Tu võ giả đó đến từ Kinh Thành. Kết hợp với những biểu hiện của Doãn Thu Thủy, Lục Vân nghi ngờ rằng nhất định bà ấy biết điều gì đó. Lục Vân không chịu buông, nhìn chằm chằm Doãn Thu Thủy, nói với ẩn ý sâu xa, cô thật sự chỉ đến Giang Nam để chơi thôi sao? Em nghĩ cô còn có mục đích khác. Tiểu Lục Vân, nhìn thấy Lục Vân ăn nói càng ngày càng quá đáng. Không kính trọng lão sư đã đành lại còn chất vấn người ta. Lạc Ly tức giận tới mức dậm chân, cau mày trừng mắt nhìn hắn. Giống như một con hổ cái sắp nổi giận, Lục Vân cười khổ. Hắn không biết giải thích chuyện này với Lạc Ly như thế nào, vì thế hắn chỉ có thể chĩa mũi nhọn sắc bén về phía Doãn Thu Thủy, hy vọng tìm ra sơ hở của bà ấy. Đột nhiên trên khuôn mặt không nhìn thấy dấu vết thời gian của Doãn Thu Thủy hiện lên vẻ lạnh lùng, bà ấy bước tới gần Lục Vân một bước. Không chịu thua kém nói, tôi biết cậu muốn hỏi gì. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương trưởng thành của Doãn Thu Thủy đột nhiên xộc vào mũi Lục Vân. Nhưng hiện tại Lục Vân không hề có chút nhã ý nào. Hắn chỉ muốn một câu trả lời. Câu trả lời cho vụ hỏa hoạn ở Viện Phúc Lợi nhắm vào hắn.
Bắt gặp ánh mắt của Lục Vân, Doãn Thu Thủy dừng lại một chút, sau đó cười lạnh nói, tôi không có câu trả lời mà cậu muốn nhưng tôi có thể cho cậu một lời khuyên, đó là hãy rời khỏi kinh thành và sống một cách khiêm tốn. Đây là câu trả lời của Doãn Thu Thủy. Khiêm tốn. Lục Vân cố gắng hết sức đè nén cảm xúc dao động trong lòng, thở dài một hơi n lên trưởng Doãn, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Em nhất định sẽ sống tiếp, thật khiêm tốn. Sắc mặt của Doãn Thu Thủy có chút thay đổi nhưng cũng không nhiều, bà ấy quay về bàn làm việc. Cuộc đối thoại giữa hai người và sự bế tắc đột ngột vừa rồi khiến Đinh Văn Hoành ở một bên lập tức cảm thấy sảng khoái. Ông ta tin chắc rằng giữa hai người nhất định có chuyện gì đó. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện đã dừng lại nên ông ấy cũng không tiện hỏi thêm câu nào. Lúc đầu, Lạc Ly cảm thấy Tiểu Lục Vân quá thô lỗ nhưng bây giờ cô nhận ra rằng không chỉ Tiểu Lục Vân có vấn đề mà lão sư của cô cũng có gì đó không đúng. Trong ấn tượng của Lạc Ly, lão sư là một người phụ nữ rất thân thiện. Bà ấy chưa từng nói chuyện lạnh lùng với ai như hôm nay. Định Văn Hoành không tiện hỏi nhưng Lạc Ly lại không cố kỵ như thế. Cô lập tức bày tỏ vẻ nghi ngờ, lão sư, Tiểu Lục Vân và cô trước đây từng quen nhau sao? Vốn dĩ cô muốn nói là trước đây có phải hai người có hiềm khích hay không nhưng khi lời ra khỏi miệng, cô lại đổi thành có phải trước đây hai người từng quen nhau không? Một bên là lão sư của cô còn một bên là người em trai rất quan trọng với cô. Đương nhiên là Lạc Ly không muốn hai người đứng ở hai phe đối lập. Lạc Ly không dám, chính xác là cô không muốn nghĩ tới điều đó. Không quen. Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của Lạc Ly, Doãn Thu, Thủy và Lục Vân cùng nhau lên tiếng, thậm chí còn có cùng câu trả lời. Điều này khiến cho Lạc Ly càng thêm khó hiểu, nói, nếu như trước đây hai người không quen biết thì tại sao? Vừa rồi lại hành động kỳ quái như vậy. Gõ sao, gõ lẽ là do tính cách của hai bên nên cô mới chào em trai của em như vậy. Doãn Thu Thủy mỉm cười nói. Lục Vân xoa đầu Lạc Ly, chị Bảy, chị đừng nghĩ nữa. Vừa rồi em và lão sư của chị chỉ thử thăm dò lẫn nhau thôi. Chị biết mà, cao thủ gặp nhau đều thích ra vẻ mình mạnh với bên kia. Kết quả thăm dò thế nào? Trước tiên Lục Vân liếc nhìn Doãn Thu Thủy, sau đó đợi ánh mắt cười nói, chúng ta đều rất hài lòng với kết quả thăm dò. Là vậy sao? Lạc Ly nhìn Doãn Thu Thủy với vẻ nghi ngờ. Doãn Thu Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Ly ấn vào bộ ngực nở nang của mình, thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì em yên tâm rồi. Vừa rồi nhìn thấy hai người đối đầu nhau, còn tưởng rằng hai bên có chút ân oán. Tính tình của cô cũng vô tư, nghe hai người nói vậy, cô không tiếp tục suy nghĩ nữa. Đột nhiên ánh mắt cô lóe lên, cô hỏi, lão sư, cô và Tiểu Lục Vân đã thăm dò lẫn nhau. Cô có phát hiện Tiểu Lục Vân chính là Vân? Lạc Ly còn chưa kịp nói xong, Lục Vân đột nhiên bịt miệng cô lại. Doãn Thu Thủy nói với vẻ mặt kỳ quái, sao vậy? Vân Lục Vân dùng một tay bịt miệng nhỏ của Lạc Ly, còn ai kia bế cô rồi lao ra khỏi phòng viện trưởng. Lạc Ly đang định nói thân phận Vân Thiên Thần Quân của Lục Vân cho sư phụ của cô là Doãn Thu Thủy biết, thì đột nhiên cô cảm giác chân mình lơ lửng trên mặt đất. Đến lúc lấy lại tỉnh thần, là át hiện mình đã bị Lục Vân bá đạo bắt cóc ra khỏi văn phòng. Lạc Ly vặn vẹo cơ thể yêu kiều, cố gắng giấy giụa mấy lần. Hóa ra, cánh tay của Lục Vân cứng như kẹp sắt siết chặt eo cô, khiến cô không thể cử động được. Lạc Ly không còn cách nào khác ngoài việc lặp lại thủ đoạn cũ, sử dụng sức mạnh của răng như lần trước, căn ngón trỏ trên bàn tay mà Lục Vân đang dùng che miệng cô lại. Chỉ khi đó cô mới thoát ra được. Tiểu Lục Vân, em đang làm cái gì vậy? Lạc Ly tức giận nói, đang nói chuyện vui vẻ. Lại đột nhiên ôm người bỏ chạy, thật thất lễ, người không biết còn tưởng em là kẻ buôn người đó. Lục Vân liếc nhìn dấu răng trên tay mình, sắc mặt tối sầm nói, chị lần nào cũng cắn người, chị là chó à? Cũng may lần này cắn vào tay. Bổn cô nương là hổ, em đáng bị như vậy, hừm. Lạc Ly nhìn Lục Vân một cách hả hê, nghiến hai chiếc nanh hổ nhỏ sáng bóng, nói. Lục Vân không nói nên lời. Lạc Ly khoanh hai tay trước ngực. Hỏi, tại sao lúc nãy em không để chị tiết lộ danh tính của em? Lục Vân nói, chẳng lẽ chị đã quên lời sư phụ dạy rồi sao? Sống phải biết khiêm tốn, không phải là em hù dọa chị nhưng làm người không nên quá cao ngạo, nếu không rất dễ bị người khác nhắm tới. Lạc Ly không tin nói, em là Vân Thiên Thần Quân, chị chỉ nói rõ sự thật, cao ngạo chỗ nào chứ? Chị không hiểu sao,
Vân Thiên Thần Quân đã trở thành một loại tín ngưỡng, nếu như chị làm bại lộ thân phận của em thì em không còn cảm giác thần bí nữa. Một khi tín ngưỡng bắt đầu mất đi cảm giác huyền bí thì đó cũng là lúc tín ngưỡng đó dần sụp đổ. Bởi vì, người đời đã xem em như một nhân vật vĩ đại cao xa hơn người thường, một khi mất ánh hào quang thần thoại, tín ngưỡng cũng rất khó khôi phục lại hình dáng cũ. Bản thân Lục Vân cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, nhưng hiệu quả thật thần kỳ, khiến Lạc Ly sửng sốt trong giây lát. Thật, thần bí sao? Lạc Ly ngốc nghếch nói, chị chỉ muốn nói cho sư phụ chị biết thân phận của em mà thôi, để cho sư phụ chị ngạc nhiên một chút. Mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như em nói đâu đúng không? Không phải chỉ là chuyện bị lộ thân phận thôi sao? Tại sao lại liên quan đến tín ngưỡng sụp đổ? Trước kia Lạc Ly xem Vân Thiên Thần Quân là một tín ngưỡng, kể từ khi biết Tiểu Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân thì tín ngưỡng trong cô không chỉ không sụp đổ, ngược lại cô càng thêm sùng bái đối với Vân Thiên Thần Quân. Tóm lại, cô chỉ cảm thấy Lục Vân đang nói nhảm, nhưng cô không biết nên phải phản bác thế nào. Lục Vân trịnh trọng nói, như vậy vẫn chưa nghiêm trọng sao, dù sao chị chỉ cần nhớ kỹ một câu, đừng tùy tiện làm lộ thân phận của em, chị hiểu không? Trong lúc Lục Vân nói câu này, ngữ khí vô thức trở nên gay gắt hơn vài phần. Lạc Ly ủy khuất mà mím môi lại nói, thôi được rồi, không nói thì không nói, tại sao em lại hung dữ với chị như vậy? Ha! Không đúng, Tiểu Lục Vân em dũng cảm quá nhỉ, dám giáo huấn chị gái mình. Vừa rồi Lạc Ly chỉ đang nghĩ việc Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân, nên mới có chút sụt rè, bây giờ bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút lại thấy không đúng, dù thế nào thì Vân Thiên Thần Quân cũng là em trai cô thôi. Chị cắn em dám đánh trả lại sao? Sự tự tin của Lạc Ly đột nhiên dâng lên, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa trừng mắt khiêu khích nhìn Lục Vân. Cái gọi là âm dương hòa hợp. Này mạnh kia yếu, nam lồi nữ lõm. Sau khi khí thế của Lạc Ly tăng lên, quả nhiên sắc mặt của Lục Vân sụp đổ, hắn vừa vất vả lấy lại uy nghiêm cho Vân Thiên Thần Quân, kết quả lại bị chị bảy dễ dàng dập tan lần nữa. Kỳ thật tình huống này, Lục Vân đã sớm có dự tính ở trước. Các chị em khác của hắn vẫn chưa hắn mình là Vân Thiên Thần Quân, trong lòng họ đều tôn sùng Vân Thiên Thần Quân, cho rằng hắn là một nhân vật cấp thần thoại. Nhưng nếu để họ biết em trai họ chính là Vân Thiên Thần Quân, khả năng cao bọn họ sẽ rất sốc nhưng dần dần về sau họ sẽ cảm thấy không được vui, thậm chí còn cố ý hoặc vô ý đàn áp bản thân hắn. Dù sao, ai mà không cho mình có chút kiêu ngạo phải không? Trên đời này còn có chuyện gì kiêu ngạo hơn đàn áp được Vân Thiên Thần Quân dưới trướng mình? Cũng như việc, đàn ông dựa vào việc chinh phục thiên hạ để chinh phục phụ nữ. Mà phụ nữ dựa vào việc chinh phục đàn ông để chinh phục thiên hạ, những cái này đều việc làm mang đến cảm giác thành tựu cho người ta. Khi Lục Vân đối mặt với tình huống này, hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể giơ tay đầu hàng, được rồi, em thừa nhận em chỉ là một đứa em trai, chị gái muôn năm. Khi cả hai quay trở lại phòng làm việc, hai người Doãn Thu Thủy và Đinh Văn Hoành lập tức dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cặp chị em này, bởi vì cách thân mật của họ không giống các cặp chị em bình thường. Suy cho cùng vẫn là chị nuôi thôi. Nhưng mà về chủ đề vừa nói trước đó, Doãn Thu Thủy và Lục Vân đều ngầm không nhắc đến nữa, làm như nó chưa từng xảy ra. Hai bên trò chuyện vô cùng bình thường. Cho đến lúc sắp rời đi, lợi dụng Lạc Ly không chú ý, Doãn Thu Thủy đi tới trước mặt Lục Vân, dùng giọng nói có chút lạnh lùng nói, cho dù là vì bản thân hay là Lạc Ly, tốt nhất cậu nên rời khỏi kinh thành càng sớm càng tốt. Lục Vân cười nói, cảm ơn. Doãn viện trưởng nhắc nhở, tôi nhất định sẽ ghi nhớ mà rời đi cực kỳ. Khiêm tốn. Hai chữ khiêm tốn còn bị Lục Vân cố ý nhấn mạnh. Doãn Thu Thủy khế cau mày, hừ lạnh nói, không biết sống chết. Từ phòng làm việc của Doãn Thu Thủy đi ra. Tâm trạng của Lục Vân hoàn toàn khác so với lúc hắn mới đến học viện võ đạo kinh thành. Hắn có một dự cảm mạnh mẽ rằng chân tướng thân phận thật sự của hắn. Thứ ngay cả ám bộ cũng không thể nào điều tra ra đang ngày càng đến gần với mình hơn. Vào những lúc như thế này, một người dù có vững vàng đến mấy, chắc chắn cũng sẽ không giữ được bình tĩnh phải không? Lục Vân hít sâu một hơi, áp chế dao động trong lòng, quyết định xuất phát điều tra từ kinh thành, về phần vừa rồi vì sao không để Lạc Ly nói ra thân phận của mình. Đương nhiên là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Lạc Ly không biết trong đầu Lục Vân đang nghĩ gì. Nên cô vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn đi dạo quanh khuôn viên học viện, vừa đi vừa kể cho Lục Vân nghe những điều thú vị về thời còn đi học của cô.
không có Đinh Văn Hoành và Đoạn Bằng đi theo, lúc này Lạc Ly mới hoàn toàn được thả lỏng. Trên đường đi, không ít sinh viên nhận ra Lạc Ly, lại thấy lần này không có phó viện trưởng nên tất cả đều kích động chạy tới xin được chụp hình chung. Tâm trạng Lạc Ly rất tốt, bất cứ ai đến xin chụp ảnh đều không từ chối. Trong lúc nhất thời, Lục Vân biến thành người ngoài, nhìn Lạc Ly bị đám đông vây quanh mà dở khóc dở cười. Khi Lạc Ly chụp ảnh và ký tặng cho mọi người, cô còn thỉnh thoảng nhìn Lục Vân với ánh mắt đầy khiêu khích, như muốn nói, nhìn xem chị gái của em nổi tiếng cỡ nào này. Lục Vân không hề ghen tị chút nào, ngược lại chính những ánh mắt thù địch của các nam học viên xung quanh khiến hắn cảm thấy có chút thú vị. Lạc Ly là một nhân vật nổi tiếng trong Học viện Võ Đạo Kinh Thành, cho dù cô đã tốt nghiệp ở học viện thì những truyền thuyết kia vẫn tồn tại, dù là Đoạn Băng đã trở thành giảng viên hay là những nam học viên này họ đều thầm coi cô như một nữ thần. Đột nhiên nữ thần trở lại học viện, còn mang theo một người đàn ông có cử chỉ hết sức thân thiết với cô, điều này làm rất khó làm họ không nghĩ sâu xa hơn. Đương nhiên là họ rất khó chịu. Nhưng thấy bọn họ khó chịu, Lục Vân lại càng vui vẻ, đột nhiên đẩy đám người sang một bên, sải bước về phía Lạc Ly. Ngay lúc mọi người cho rằng có người muốn chen hàng, đang định quay lại khiển trách thì nhìn thấy người đàn ông này vô cùng bá đạo vác Lạc Ly trên vai. Vợ yêu, đừng lãng phí thời gian nữa, về nhà làm chính sự thôi. Lục Vân cõng Lạc Ly trên vai, dùng tay phải ghìm lấy chân cô, dùng tay trái vỗ vào mông cô như thể đang trừng phạt. Bốp! Đám người đang bàn luận nhất thời im lặng, tất cả đều trợn mắt nhìn cảnh tượng khó tin này. Đặc biệt là những nam học viên đó, ánh mắt của họ dường như đang bùng cháy. Nữ thần của họ lại bị một người đàn ông khác cõng lên vai một cách thô lỗ như vậy, thậm chí còn bị vỗ mông. Chỗ mấu chốt là, mặc dù Lạc Ly đang dùng nắm đấm đánh vào lưng Lục Vân, nhưng cô ấy rõ ràng không dùng chút sức lực nào, điều đó có nghĩa là cô chỉ đang xấu hổ và chống cự vài cái tượng trưng chứ không thực sự tức giận. Chết đến nghĩ thôi mà bọn họ cũng không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các nam học viên làm ra vẻ tan nát cõi lòng. Ngược lại, những nữ học viên không hề cảm giác khó chịu mà trong mắt lại phóng ra ánh sáng rực rỡ. Bọn họ đối với Lạc Ly, hoàn toàn chỉ có sự sùng bái mà học muội dành cho học tỷ lừng lẫy trong trường, không có bất kỳ ảo tưởng tình cảm nào nên khi họ nhìn thấy Lạc Ly bị một người đàn ông bế lên vẫn không nảy ra cảm giác ghen tuông. Họ chỉ tò mò, người đàn ông này rốt cuộc là ai mà có thể chinh phục được Phong Vân học tỷ sao, Lạc tiên tử của họ. Phong Vân, chỉ những người làm mưa làm gió hoặc là người có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Phải biết rằng Lạc tiên tử không chỉ là tài nữ trong giới võ tu mà hiện giờ cô còn là minh chủ của Vũ Minh khu Hoa Trung, cho nên con mắt nhìn người của cô chắc chắn sẽ không đơn giản. Người đàn ông này có thể lọt vào mắt xanh của cô, chắc hẳn hắn phải có mị lực gì đó. Tâm hồn buôn chuyện trong nháy mắt bùng cháy. Cũng có một số nữ sinh trên mặt tràn đầy vẻ khao. Khát muốn được như vậy, mặc dù bọn họ không biết thân phận của Lục Vân. Nhưng bất kể là ngoại hình bên ngoài hay những hành vi bá đạo ấy đều hoàn toàn phù hợp mẫu người trong lòng bọn họ. Đúng thế, trong số những nữ võ giả cũng có không ít người thích đọc tiểu thuyết của Marito như bá đạo tổng tài xem trọng ta. Trong đó nói về câu chuyện một nam thần lạnh lùng ngược thân ngược tâm vợ một thời gian rồi, đến lúc quyết tâm theo đuổi lại vợ thì nam thần số 2 hiền lành ấm áp chuẩn mực xuất hiện, từ đầu tới cuối không hề vụ lợi mà luôn ra tay bảo vệ nữ chính. Mãi cho đến khi nữ chính và nam thần lạnh lùng có cái kết viên mãn, nam thần ấm áp số 2 mới quyết định không oán không hận lặng lẽ rời đi. Chỉ là có thêm một tí giá trị vũ lực thôi. Nói thế nào thì suy nghĩ của các cô vẫn như suy nghĩ của con gái bình thường. Về phần những nam học viên, lúc không luyện võ cũng sẽ cùng nhau tụ họp lại chơi vương giả nông dược. Cách đây không lâu còn có một nam sinh vì quá nghiện game mà làm chậm trễ việc võ, cuối cùng anh ta đã bị học viện cạo chọc đầu. Kể ra những điều này chỉ vì muốn chứng minh, thực ra cuộc sống của một võ giả cũng không khác gì người thường. Trở lại vấn đề, chứng kiến nữ thần trong mộng của những nam học viên này cũng tức là Phong Vân học tỷ của các nữ học viên đã bị một người đàn ông bá đạo mang đi, đã giáng một đòn nặng nề vào tâm hồn của bọn họ. Lục Vân bế cơ thể yêu kiều, mềm mại không gì sánh bằng của Lạc Ly chạy một mạch ra ngoài cổng trường, rồi mới thả cô xuống. Quả nhiên, sắc mặt Lạc Ly đã đỏ bừng, cô xấu hổ nói, đồ khốn kiếp, tiểu Lục Vân em muốn chết hả, em làm như vậy sau này chỉ còn có mặt mũi gì nữa đi gặp đàn em khóa dưới nữa. Lạc Ly thấy rõ ràng có rất nhiều người xin chụp ảnh như vậy,
nói không chừng không bao lâu nữa tin tức cô bị một người đàn ông vác ra khỏi khuôn viên trường sẽ bị lan truyền đi. Điều khiến Lạc Ly xấu hổ không phải là bị Lục Vân mang đi mà là bị hắn vỗ vào mông. Dù gì trước kia cô cũng từng là nữ thần của trường, nói thế nào cô cũng cần có mặt mũi chứ. Kết quả là cảnh tượng vừa rồi đã trực tiếp lật đổ hình tượng nữ thần của cô. Điều này sẽ khiến rất nhiều nam học viên thương tâm đó. Tuy nhiên, Lục Vân lại không có bất kỳ thái độ hối lỗi nào, nghiêm túc nói, chị Bảy chị không hiểu, em làm như vậy cũng vì muốn tốt cho bọn họ, em đang cố gắng dùng hành vi này để khích lệ bọn họ đó. Lạc Ly dùng những ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt gỡ rối cho mớ tóc xù lên vì bị Lục Vân bế, cô trợn mắt nhìn hắn, nói bịa, tiếp tục bịa thêm đi, nếu không bịa ra được lý do hợp lý, bà đây sẽ lại cho em nếm mùi vị răng nanh hổ. Lục Vân nghĩ một hồi, nói chị Bảy, dù sao ở học viện võ đạo này, chị cũng xem như là một nữ thần. Hừ, xem như cái gì, bà đây chính là nữ thần. Lạc Ly hung hăng sửa lại. Chị là nữ thần. Lục Vân phát hiện người phụ nữ họ Lạc này còn có lòng tự ái cao hơn cả mình, tiếp tục nói, mà nữ thần là gì? Nữ thần chính là một tồn tại cao cao tại thượng, một sự tồn tại hoàn mỹ. Em nói có đúng không? Đó là điều đương nhiên. Nếu đúng, Lục Vân cười nói, trước đây trong mắt những người đó chị vốn là một nữ thần hoàn mỹ, nhưng vừa rồi em đã phá vỡ hình tượng nữ thần của chị, mà chị biết nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là em là một kẻ bất lương. Lạc Ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lục Vân không thèm để ý tới lời này, nghiêm túc nói, em làm như vậy là đang dạy bọn trẻ một đạo lý, nữ thần dù hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần bạn đủ mạnh thì hoàn toàn có thể biến nữ thần đó thành một cô gái bé bỏng. Nữ thần dù hoàn hảo đến đâu thì cũng là phụ nữ. Chỉ là có khí chất, mị lực và tầm nhìn cao hơn những người phụ nữ bình thường. Điều này cũng tương tự với nam thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có cảm xúc. Việc em vừa làm là để động viên khích lệ các đàn em khóa dưới. Chỉ cần họ đủ giỏi thì vẫn có thể nắm được nữ thần nam thần trong tay nhưng đáng tiếc là... Lục Vân cảm khái, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ, cố gắng làm ra vẻ u sầu và lo lắng. Đáng tiếc có ai có thể hiểu được sự nỗ lực của em đây. Những nam sinh kia đối địch với em cũng không sao nhưng ngay cả chị Bảy cũng hiểu lầm em. Chị có biết tôi đau lòng như thế nào không? Lục Vân nói. Lạc Ly hoàn toàn choáng váng. Cô không thể tin nổi ra mặt của một người có thể dày như thế. Rõ ràng Lục Vân đang giở trò lưu manh để lợi dụng cô nhưng nghe những gì Lục Vân nói như thể hắn là người bị oan vậy. Có cần vô sỉ như vậy không? Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ý của em là chị không nên tát em, không nên trách mắng em mà còn nên khen ngợi em. Lục Vân thu ánh mắt một góc 45 độ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Ly rồi nói. Khen cũng được, từ trước đến nay đều đã quen với việc che giấu công lao. Em không quan tâm khen ngợi, chỉ cần chị có thể hiểu được sự nỗ lực của em là được. Tiểu Lục Vân, sự gần gũi của Lạc Ly và hương thơm thanh nhã của xử nữ phảng phất khiến tâm trí của Lục Vân hơi rung động. Ngay khi hắn tưởng rằng Lạc Ly quá cảm động trước, lời nói của mình. Tiểu Lục Vân, em có biết dáng vẻ vô sỉ của mình thật sự khiến chị cảm động đến mức không nhịn được muốn cắn em một phát không? Lạc Ly há cái miệng nhỏ nhắn và cắn thẳng vào vai Lục Vân. Sắc mặt của Lục Vân hơi thay đổi, trong lòng thầm chửi, mẹ kiếp, chị ấy đúng là một con chó. Sau khi để lại dấu răng đỏ tươi trên vai Lục Vân, không lâu sau đó Lạc Ly rời khỏi kinh thành. Vốn dĩ cô nghe Lục Vân nói rằng hắn tới kinh thành để chữa bệnh cho Long Gia. Đã lâu không về trường cũ nên cô muốn qua đó xem. Với tư cách là minh chủ Vũ Minh, Lạc Ly cũng cảm thấy xấu hổ khi rời khỏi chức vị của mình quá lâu. Lục Vân ở lại kinh thành. Sở dĩ hắn để Lạc Ly đi là vì bệnh của Long Thuyên vẫn chưa khỏi hẳn nên tạm thời sẽ chưa về sớm. Về phần nguyên nhân thực sự thì chỉ có bản thân Lục Vân mới biết. Đến Long Gia. Khi Lục Vân nói với Long Thuyên rằng sẽ ở lại kinh thành một thời gian. Ông ta vui đến mức lập tức sắp xếp. Ngay cho hắn một chỗ ở. Không lâu sau, thông báo tuyển sinh của Học viện Võ thuật Kinh Thành được chuyển đến Long Gia, người nộp đơn chính là Long Diệp Tuyết. Chỉ trong nháy mắt, thái độ của các thành viên Long Gia đối với Long Diệp Tuyết lập tức thay đổi. Ở độ tuổi này, Long Diệp Tuyết mới vào Học viện Võ thuật quả thực có hơi muộn. Nói thẳng ra, con đường phát triển võ thuật trong tương lai của cô thật ra cũng không khả quan lắm.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hoàn cảnh tiếp xúc như thế nào. Long Gia tin rằng nếu như Long Diệp Tuyết trở thành sinh viên của Học viện Võ thuật Kinh Thành, những gì cô ấy được tiếp xúc trong tương lai sẽ là những nhân tài ở cấp độ khác. Thái độ của mọi người trong Long Gia đối với cô đương nhiên đã khác xưa. Đương nhiên những điều này đều là nhờ có Lục Vân nên các thành viên Long Gia lại càng thêm kính trọng hắn hơn. Khi bệnh tình của Long Thuyên đã giảm bớt, ông ta đã đặt một phòng ở tầng 2 của nhà hàng hải sản, không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn đối với Lục Vân mà còn là bữa tiệc chúc mừng Long Diệp Tuyết. Tất cả thành viên Long Gia đều có mặt nên rất náo nhiệt. Long Thuyên cũng rất thông minh khi lựa chọn nhà hàng này vì chủ nhà hàng là Bành Quốc Hào. Nhắc đến Bành Quốc Hào, phải nhắc đến cả Bành Gia. Giống như Long Gia, Bành Gia cũng có một vị ôn giả tọa chấn vì người đó đã già nên để đảm bảo an toàn, Bành Gia quyết định tìm chỗ dựa khác, người đó không ai khác chính là Bạch Long Vương. Ngay sau khi Bạch Long Vương tuyên bố chấm dứt hợp tác với Đàm Gia, Bành Quốc Hào đã tìm đến Bạch Long Vương, hy vọng ông ta có thể hợp tác với Bành Gia và Bạch Long Vương vui vẻ đồng ý. Điều kiện cũng giống như Đàm Gia, có tổng cộng 3 cơ hội. Long Thuyên tổ chức yến tiệc ở đây không phải nhằm vào Bành Quốc Hào mà là gián tiếp nói cho Bạch Long Vương biết thân thể của ông ta rất tốt. Giữa buổi tiệc, dưới sự thuyết phục của Lục Vân, Long Thuyên vừa mới khỏi bệnh không uống một giọt rượu nào nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Ông ta đã rất vui mừng. Lần này, Long Gia đang được hưởng 3 phúc lành đúng nghĩa. Thứ nhất, Đàm Gia mất đi sự ủng hộ nên đương nhiên không thể gây ra mối đe dọa cho Long Gia nữa, thậm chí Long Gia có thể chống trả lại. Thứ hai, Long Diệp Tuyết đã nhập học vào Học viện Võ thuật Kinh Thành thành công. Thứ ba, đương nhiên là vì mối giao hảo với Lục Vân. Trong suốt toàn bộ quá trình, Lục Vân được coi như khách quý. Ngoại trừ Long Thuyên, Long Xuyên, Long Tề, đám người lần lượt đi lên nâng ly, đối với Lục Vân cũng đủ cung kính. Lục Vân đã uống rất nhiều rượu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh sảng khoái. Điều này khiến cho Long Thuyên càng kinh ngạc. Càng tiếc nuối khi cháu gái và Lục Vân không thể hình thành mối quan hệ tốt đẹp. Khả năng uống rượu của Long Diệp Tuyết cực kỳ kém, mới uống được nửa ngụm mà mặt đã đỏ bừng, đầu óc choáng váng. Cô ấy đã uống một ngụm nhỏ để tôn kính Lục Vân. Khung cảnh vô cùng hài hòa. Nhưng vẫn luôn có một hai con ruồi bay vào khiến người khác không ngờ tới, thật là kinh tởm. Chẳng hạn như bây giờ. Một giọng nói mỉa mai đột nhiên truyền đến từ phía cầu thang, tôi còn tưởng ai lại đặt chỗ ở nhà hàng cao. Cấp như vậy, hóa ra là người quen. Thanh âm vang tới từ xa, một người đàn ông trên mặt mang theo vẻ giễu cợt đi về phía bên này. Tuy nhiên toàn bộ Long Gia, kể cả Long Thuyên không biết người đàn ông này là ai. Xin hỏi vị tiên sinh này là... Long Thuyên đứng dậy, nhìn người đàn ông này với vẻ nghi ngờ rồi hỏi. Nhưng người đàn ông đó thậm chí còn không thèm nhìn Long Thuyền, thay vào đó, anh ta nhìn chằm chằm Lục Vân với vẻ mỉa mai, tại sao trong một khung cảnh náo nhiệt như thế này, người họ Lạc không đi với cậu. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện gây chấn động chính là Đoạn Bằng. Cách đây không lâu, tin tức Lạc tiên tử bị một tên lưu manh hống hách khiêng ra khỏi trường học, bị đánh vào mông đã truyền khắp Học viện Võ thuật Kinh Thành, thậm chí còn có ảnh chụp. Diễn đàn của học viện gần như bị sập. Khi nhìn thấy những bức ảnh đó, trái tim của Đoạn Bảng như thể bị đâm bởi những con dao sắc nhọn, trái tim rỉ máu. Đó là nữ thần của anh Tết. Nhưng ở trong tay Lục Vân, cô ấy lại biến thành một chú cừu ngoan ngoãn. Đoạn Bảng muốn dùng dao chém Lục Vân thành trăm mảnh. Không đủ. Như vậy vẫn không đủ. Đến mức hôm nay khi đến nhà hàng này và nhìn thấy Lục Vân, Đoạn Bảng lập tức cảm thấy không vui, không nhịn được tới khiêu khích vài câu. Sự thù địch của Đoạn Bằng rất rõ ràng. Các thành viên Long Gia đều bối rối và chuyển sự chú ý sang Lục Vân. Thấy Đoạn Bằng không để ý tới mình, Long Thuyên đành nhìn sang Lục Vân hỏi, Lục tiên sinh, vị này là... Đoạn Bằng, giảng viên của Học viện Võ thuật Kinh Thành. Giảng viên của Học viện Võ thuật Kinh Thành. Khi các thành viên trong Long Gia nghe được điều này, con người của họ đột nhiên co lại. Những người có thể giảng dạy tại Học viện Võ thuật Kinh Thành đều có thân phận khác nhau, hoặc là có tài năng xuất chúng hoặc là có bối cảnh vững chắc. Bối cảnh này là ám chỉ đến Vũ Minh. Người trước mặt không thể đắc tội. Long Tế lập tức nở nụ cười nịnh nọt, cầm ly rượu chạy tới trước mặt Đoạn Bằng, nói, Đoạn tiên sinh, tôi là... Long Tế Long Gia, xin cho phép tôi mời Đoạn tiên sinh một ly.
Long Tế đang định nâng ly thì thấy Đoạn Bằng liếc ông ta một cái, hừ một tiếng, ông cho rằng ông là ai? Cút ra chỗ khác. Khi thấy Lục Vân, tâm trạng của Đoạn Bằng đang không tốt. Lúc này, Long Tế chạy tới nâng ly, không phải tự rước nhục hay sao? Vẻ mặt của Long Tế cứng đờ, ly rượu trong tay ông ta dừng giữa không trung nhưng sau khi tỉnh táo lại, ông A Vân nhấp một ngụm. Trong lòng u sầu, tức giận mà không dám nói. Sắc mặt của đám người Long Thuyên vô cùng khó coi, sao có thể không nhìn ra Đoạn Bằng đang tới bới lông tìm vết. Lúc này, Đoạn Bằng đột nhiên liếc nhìn xung quanh, cười lạnh nói, chỉ vì chúng tuyển được vào trường mà đã vui mừng đến thế rồi. Đây là thành tựu mà Long Gia đã đạt được sao? Các thành viên trong Long Gia lập tức đỏ mặt. Đối với Đoạn Bằng, chúng tuyển chẳng có gì đáng mừng nhưng đối với Long Gia lại mang ý nghĩa khác. Chỉ là bọn họ không dám phản bác. Đoạn Bằng lại hừ một tiếng, nói Long Diệc Tuyết là ai? Long Diệc Tuyết vừa mới uống một chút rượu trắng, đầu óc đang choáng váng. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô ấy liền lắc lắc người đứng dậy, ánh mắt mơ màng nói tôi. Tôi là Long Diệc Tuyết. Ánh mắt Đoạn Bằng xuyên thấu, khóe miệng hiện lên tia lạnh lùng, được lắm, đợi khi nào cô chính thức tiến vào học viện võ thuật, tôi nhất định sẽ chỉ dạy cô tận tình. Trong hoàn cảnh bình thường, khi nghe thấy từ chỉ dạy tận tình, người ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng với tình huống này, rõ ràng câu nói này không đơn giản như vậy. Long Diệc Tuyết đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, lúc này cô ấy liền tỉnh rượu và vẻ hoảng sợ tràn ngập trên khuôn mặt. Mọi người trong Long Gia cũng bị sốc. Làm sao bọn họ có thể không hiểu Đoạn Bằng đã chuyển sự thù địch đối với Lục Vân sang Long Diệc Tuyết, đặc biệt là Long Thuyên, sắc mặt cực xấu. Long Diệc Tuyết là đứa cháu gái bảo bối của ông ta nên ông ta vô cùng ủng hộ cô ấy vào học viện võ thuật. Ông ta cũng biết Long Diệc Tuyết sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn vì dù sao cô ấy cũng vào khá muộn. Thế nhưng loại khó khăn này không bao gồm việc Đoạn Bằng lạm dụng chức quyền. Đương nhiên là Long Thuyên cảm thấy đau lòng. Nói xong, Đoạn Bằng quay người lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân. Sau đó, anh ta quay người rời khỏi tầng 2 của nhà hàng và đi cầu thang lên tầng trên. Bầu không khí của toàn bộ tầng 2 nhà hàng như bị đóng băng. Các thành viên Long Gia đều cảm thấy như có tảng đá đè ngực khiến họ không thở nổi. Chỉ có Lục Vân vẫn vui vẻ ăn uống. Đôi môi khô khốc của Long Thuyên khẽ nhếch lên, hỏi, Lục tiên sinh, ngài có thù gì với người đó không? Tôi có chút mâu thuẫn với thứ rác rưởi đó, ông đừng để bụng. Lục Vân nhẹ nhàng nói. Thậm chí vừa rồi Lục Vân cũng chẳng có phản ứng trước hành động khiêu khích của Đoạn Bằng. Không phải vì Lục Vân hèn nhát mà là anh ta không đủ tư cách. Sở dĩ Lục Vân ở lại kinh thành là để chuẩn bị gây sóng to gió lớn. Một nhân vật nhỏ bé như Đoạn Bằng không đủ để tạo cơn sóng to gió lớn này. Lục Vân có kế hoạch của riêng mình, nhưng dường như những lời này đối với mọi người trong Long Gia đều là một tin tức chấn động, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao hắn lại dám nói giảng viên của Học viện Võ thuật Kinh Thành là rác rưởi? Cũng may là Đoạn Bằng đã đi lên lầu, nếu không để anh ta nghe được những lời này, có lẽ hai bọn họ sẽ đánh nhau tại chỗ. Long Thuyên cười khổ nói, Lục tiên sinh, chị Bảy. Của ngài là Lạc tiên tử nên đương nhiên là ngài không sợ Đoạn Bằng nhưng vẫn khó có thể đề phòng tiểu nhân. Chị Bảy của Lục Vân là Lạc tiên tử và lão sư của cô là Doãn Thu Thủy, viện trưởng của Học viện Võ thuật. Với mối quan hệ như vậy, đương nhiên là Lục Vân không sợ Đoạn Bằng. Thế nhưng Long Diệc Tuyết lại khác. Sắp tới Long Diệc Tuyết bước vào Học viện Võ thuật Kinh Thành với tư cách là sinh viên, nếu như mạo phạm đến Đoạn Bằng, ai mà biết anh ta sẽ làm gì. Đương nhiên là Long Thuyên rất sợ. Mọi người đều im lặng. Đây vốn là tiệc mừng nhưng sự xuất hiện của Đoạn Bằng lại khiến mọi người cảm thấy chán nản. Lục Vân buông đũa xuống, nhìn sắc mặt Long Diệc Tuyết có chút tái nhợt hỏi, chị Long, chị sợ sao? Trong mắt Long Diệc Tuyết hiện lên một tia do dự. Lục Vân nói, đừng xấu hổ, gặp phải loại chuyện này sợ hãi là chuyện bình thường. Chị chỉ cần nói cho em biết suy nghĩ thật của bản thân là được. Chị còn muốn tới học viện võ thuật không? Long Diệc Tuyết căn chặt đôi môi đỏ mọng, rơi vào tình thế rối ren. Long Diệc Tuyết đã hoàn toàn tỉnh rượu, sắc mặt cũng không còn đỏ bừng nữa mà có phần tái nhợt. Sự xuất hiện của Đoạn Bằng thực sự khiến cô sợ hãi. Cho nên khi Lục Vân hỏi câu này, Long Diệc Tuyết đã lâm vào trong bối rối, răng trắng chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đảo quanh, nhìn về phía Long Thuyên bên cạnh, như muốn hỏi ý kiến của ông ta.
Suy nghĩ trong lòng Long Thuyên là muốn Long Diệc, Tuyết từ bỏ cơ hội này, nhưng ông ta không thể nói rõ ra bởi vì như thế có thể khiến Lục Vân không vui. Cơ hội này là do Lục Vân giúp đỡ mới có được, giờ đây bọn họ lại muốn lùi bước thì không khác gì đang phụ lòng Lục Vân. Bản thân Long Diệc Tuyết cũng hiểu được chuyện này. Lục Vân thấy vậy, trong lòng đã đại khái đoán được, nở nụ cười an ủi nói, cô Long, cô không cần rối rắm nhiều như vậy, bất kể cô có đến học viện võ đạo hay. Không, cũng không phải là vấn đề lớn. Long Diệc Tuyết là bạn của Tiêu Thấm, Long gia lại từng chiếu cố Tiêu Thấm như vậy, Lục Vân không thể nào chỉ vì chuyện nhỏ này mà sinh ra bất mãn gì với Long gia và Long Diệc Tuyết. Lòng Lục Vân cũng không hẹp hòi như vậy. Hắn chỉ cảm thấy, nếu Long Diệc Tuyết quyết định không đi, thì hắn cũng nên báo lại cho Đinh Văn Hoành sớm một chút. Việc thư mời nhập học của Long Diệc Tuyết có thể đến nhanh như vậy chứng tỏ nhờ có Đinh Văn Hoành để tâm đến, nếu để đến giờ nhập học mà không thấy bóng dáng Long Diệc Tuyết, Đinh Văn Hoành sẽ nghĩ như thế nào? Chút nhân tình thế thái này, Lục Vân vẫn có. Lục tiên sinh, tôi đã nói, chỉ cần ngài cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ trân trọng nó, cho nên tôi vẫn quyết định sẽ đến học viện võ đạo kinh thành. Long Diệc Tuyết do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, kiên trì với quyết định ban đầu của mình. Diệc Tuyết, Long Thuyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn cháu gái, vừa có vui mừng, lại có tự trách. Vui mừng vì cháu gái có thể lấy hết can đảm để đưa ra quyết định này, chứng tỏ con bé đã trưởng thành rồi. Lại có phần tự trách là bởi vì, quyết định này của cháu gái ông cũng là một cách nói lên thất vọng của cô đối với Long gia. Nếu gia tộc này là một nơi an toàn thì có ai muốn chạy ra ngoài chịu đựng giông bão chứ? Lục Vân có chút kinh ngạc nhìn Long Diệc Tuyết một cái, hắn cảm thấy có chút bất ngờ đối với câu trả lời của cô ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì. Yến hội còn chưa kết thúc, nhưng bầu không khí đã không còn như trước, phảng phất như có một tầng sương u ám bao phủ trong lòng mọi người. Loại không khí này cũng không có kéo dài bao lâu thì bỗng nhiên có một trận xôn xao vì tranh chấp truyền đến từ đầu cầu thang truyền. Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ, thật mất hứng. Long Tế vừa mới ăn cơm ở chỗ Đoạn Băng trong lòng đang chán nản thì lại nghe thấy tiếng tranh chấp, tức giận trong bụng rốt cuộc cũng không ức chế được nữa, lùi mạnh ghế về phía sau tức giận đứng dậy, đằng đằng lửa giận đi về phía tiếng tranh chấp phát ra. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Đây là thái độ phục vụ của mấy người đó hả? Long Tế đi tới cửa lầu 2, hướng về phía hai nhân viên phục vụ mắng to thành tiếng, rõ ràng là đang kìm nén cơn tức giận. Nhân viên phục vụ biến sắc, vội vàng xin lỗi nói, Long tiên sinh, tôi xin lỗi đã quấy rầy bữa ăn của ngài, chúng tôi đang giải quyết, xin ngài chờ một chút. Sau khi nói lời xin lỗi xong, sắc mặt nhân viên phục vụ lập tức trầm xuống, hướng về phía một thanh niên ngoài cửa lớn tiếng quát, nhóc con. Chúng ta đã thông báo cho bảo vệ, nếu còn quấy rầy nữa thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Thanh niên lo lắng nói, tôi chỉ muốn vào xem thôi, thật đấy, tôi chỉ vào xem một chút rồi sẽ rồi đi ngay. Tôi đã nói với anh là, toàn bộ lầu 2 đã được khách quý bao trọn rồi, chúng tôi không thể cho anh vào được, anh nghe không hiểu tiếng người à? Người phục vụ không kiên nhẫn nói. Hai người phục vụ cũng buồn bực. Vừa rồi là Đoạn Bằng tới. Nói là muốn đi vào nhìn một cái, bởi vì Đoạn Bằng là khách quen nơi này, bọn họ cũng biết thân phận của hắn ta nên cũng không có ngăn cản. Ai ngờ Đoạn Bằng vừa đi vào, người bên trong lại không vui. Tất cả những người phục vụ ở đây đều nhìn thấy. Vừa rồi, hai nhân viên phục vụ ở cửa còn vì chuyện này mà bị quản lý trách mắng một trận, nhưng mà vừa qua một lúc, lại có một thanh niên tới, cũng nói muốn vào lầu 2 xem một chút. Đương nhiên giờ nhân viên phục vụ không thể tùy tiện cho người nào vào nữa. Khuyên ngăn mãi cậu thanh niên vẫn không chịu nghe, cho nên mới nảy sinh tranh chấp. Đi! Rất nhanh đã có vài tên bảo vệ thân thể cường tráng xông lên, chuẩn bị đánh đuổi thanh niên ra ngoài lại nghe thấy Long Tế mở miệng nói, chờ đãi. Long Tế ngăn cản bảo vệ, nhìn về phía thanh niên nói, vừa rồi cậu nói muốn vào xem một chút sao, cậu muốn vào xem cái. Tôi tới tìm bạn gái tôi. Bạn gái cậu. Long Tế cười lạnh một tiếng nói, bên trong không có bạn gái của cậu, nếu không tin, cậu có thể tự mình vào xem, nhưng mà, muốn vào thì phải bỏ từ dưới háng tôi vào. Vừa rồi ông ta vừa bị Đoạn Bằng làm nhục, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám đắc tội Đoạn Bằng, cho nên chuẩn bị biến cậu thanh niên ngốc nghếch này thành đối tượng phát tiết. Thanh niên vừa nghe nửa câu đầu Long Tế nói có thể cho mình vào thì trong lòng còn rất cảm kích.
nhưng khi nghe được nửa câu sau, lại lập tức lộ ra biểu tình phẫn nộ. Ông ta đang cố ý làm nhục người khác sao? Không chịu chui. Long Tế lạnh lùng liếc thanh niên một cái, quay đầu nói với mấy nhân viên bảo vệ kia, nếu như không muốn tôi nói chuyện này lại cho ông chủ các người biết thì mau đánh mạnh vào cho tôi. Vâng. Một vài tên bảo vệ bắt đầu quơ gậy, hung hăng đi về phía cậu trai, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng tát giòn giã vang lên. Bốp! Tất cả mọi người đều sửng sốt, mặt lộ vẻ khó hiểu, bởi vì người bị đánh lại là Long Tế. Lục tiên sinh, ngài làm sao? Long Tế ôm một bên má sưng vù, không rõ nguyên nhân nhìn Lục Vân, không biết vì sao Lục Vân đột nhiên lại tát hắn, chẳng lẽ nhìn không vừa mắt thái độ của mình sao? Ngay giây tiếp theo. Thanh niên ở cửa bỗng nhiên kích động hô một tiếng nói, anh rể. Anh rể. Đồng tử Long Tế đột nhiên co rụt lại, rốt cục hiểu. Cũng được vì sao Lục Vân đột nhiên đánh mình, thì ra thanh niên ngoài cửa này là em vợ của Lục Vân. Long Tế sửng sốt. Trong lòng đột nhiên nảy ra nghi vấn. Tại sao gặp người nào cũng là người ông không thể nào chọc được vậy? Cái quái gì vậy chứ Lục tiên sinh, tôi. Long Tế nào dám bất mãn với Lục Vân. Sau khi biết mình gây họa lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Muốn xin lỗi. Nhưng, Lục Vân căn bản không rảnh nhiều lời với ông ta, nhìn về phía thanh niên ở cửa nói, Diệp Vô Địch, anh không ở trường đi chạy tới đây làm gì? Thanh niên kia chính là Diệp Vô Địch. Em trai ruột của Diệp Khuynh Thành. Hiện tại đang theo học tại Đại học Kinh Thành. Diệp Vô Địch vô cùng kích động nói, anh rể, sao anh cũng tới Kinh Thành rồi? Tôi đang hỏi anh đấy. Kha kha, cái kia, anh rể, có thể để tôi vào rồi nói không? Diệp Vô Địch nhìn bốn phía, cảm thấy bên cạnh có quá nhiều người nên cũng ngại nói ra miệng. Lục Vân tức giận liếc cậu ta một cái, nói, vào đi. Nhân viên phục vụ cũng biết đây là hiểu lầm, hoặc là nói, đây là trùng hợp, cho nên hết sức biết điều mà nói lời xin lỗi với Diệp Vô Địch, không ngăn cản cậu ta nữa. Hai người cùng tiến vào phòng tiệc trên tầng 2. Long Tế đi theo phía sau. Ôm khuôn mặt sưng vù, họ cũng không dám ho lên một tiếng. Lục tiên sinh, vị này là... Đám người Long Lão Gia và Long Xuyên cũng đồng loạt tò mò nhìn về phía Diệp Vô. Lục Vân thuận miệng nói, là người quen cũ không? Có việc gì, các người tiếp tục dùng bữa đi. Nói xong liền đưa Diệp Vô Địch đến một cái bàn không có người trong góc. Vừa nãy anh nói, anh tới đây tìm bạn gái là sao? Lục Vân hỏi. Diệp Vô Địch nuốt nước miếng, anh rể, em có thể vừa ăn vừa nói không, giờ em cũng có chút đói bụng. Không ngờ, xem ra người bạn gái này của anh cũng không quan trọng như tôi tưởng. Lục Vân nhịn không được trêu chọc một câu. Bạn gái tôi tên là Lưu San San, cô ấy vừa cho tôi cao thêm vài tấc đấy. Diệp Vô Diệp liên tục gắp thức ăn vào miệng, nhưng nói ra lại đem Lục Vân lôi lại. Bạn gái anh cắm sừng anh, Lục Vân hào hứng hỏi, Chuyện mới xảy ra mấy ngày trước, tôi còn rất khổ sở đây này, đây là cá gì vậy, nướng lên ngon quá, anh rể có muốn thử một ngụm không? Là như vậy, tôi và Lưu San San đã qua lại gần một năm, nhưng gần đây tôi phát hiện cô ấy có gì đó sai sai, thường xuyên lén tôi nói chuyện phiếm với người đàn ông khác, cô ấy còn tưởng rằng tôi không biết. Hai ngày trước, tôi nghe anh em cùng ký túc xá nói, nhìn thấy Lưu San San đi cùng một người đàn ông rất xấu. Thật ra chính tôi cũng biết điều đó, nhưng hỏi Lưu San San thì cô ấy chịu không thừa nhận. Hôm nay Lưu San San nói với tôi, cô ấy muốn đi dạo phố với bạn thân, nhưng tôi đi theo mới phát hiện, đó là một người đàn ông. Cho nên anh đã đi theo một mạch tới nhà hàng này. Lục Vân thấy cậu ta lại vội vàng nhét hải sản vào miệng, hắn thật sự không biết nói gì cho phải, hỏi. Diệp Vô Địch gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.